Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ em lên này à, vì là cứ bật bếp là một lát là phải xem bếp đấy mọi người ạ, phải xem bếp một lát không có là Facebook nó khóa mất đấy, không được bán luôn nên mọi người thông cảm nha. Có 42 cân đấy chị, hôm nay bán 42 cân nhiều lắm, mọi người chấm bài lên cho em với nào. Cô chị đã xem like cho em xin một lượt chấm bài với nha mọi người ơi, chấm bài tương tác lên giúp em với nào. Nên mọi người cứ đặt dư dư ra, có hàng lẻ sai là sợ không vừa sai thì lại mà
lại lại xả ra mất nha mọi người nhá. Bán này lên cho em 0240.000 luôn cho em này. Bánh nơ nhá mọi người nhá. Bánh nơ cho em 40.000, size 12 cân 2 tuổi cho đến 22 cân 5 tuổi cho em. 22 cân 5 tuổi cho em 02 nhá mọi người nhá. Cái này lên cho em là 02 cho em nhá. À, bộ thu đông chưa về chị ơi, bộ thu đông chưa về nhá mọi Chân người nhá. Chân Huyền lên số điện thoại đi ạ. Chân Huyền lên số điện thoại nào. Các chị lên số điện thoại đi. Rồi 0240.000 đồng cho em nhá. Tặng luôn 0240.000 cho em. 12 cân đến 22 cân có đồ bộ nhá, có đồ bộ nhá mọi người ơi, có đồ bộ nhá. 0240.000 cho em nhá. À, nhưng nhiều rồi, váy hôm trước đặt nhận được rồi, ưng lắm. Cảm ơn chị Hằng Nguyễn nhá, đặt rồi nhận được rồi à chị. Cảm ơn chị. Rồi 0240.000 cho em 12 cân đến 22 cân cho em 40.000 nha mọi người nhá. 40.000 đồng thôi ạ. À. Em sale luôn 40.000 cho em nhá. Chị nào lấy thì comment là 02 có 22 cân quay đầu thôi. Các chị comment đúng cú pháp cho em là 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. À, Đồng Tháp có giao nhá. Đồng Tháp có giao nhá. Đồng Tháp chỉ có thành phố Sa Đéc là không giao thôi nhá. Thành phố Sa Đéc là không giao nhá chị yêu ơi. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Rồi lên cho em một con váy. Ui cái này sale luôn này. Cái này size 30 cân đúng không? Đúng size đúng không? Rồi mã tiếp theo lên cho em váy đuôi cá này. Váy đuôi cá cho em rất là đẹp luôn, hàng tơ cao cấp cho em. Mã tiếp theo lên cho em size 15 cân này. Chân Huyền lên lại số điện thoại đi, size rồi. Chân Huyền lên lại số điện thoại đấy chị yêu ơi. Mã này lên cho em mã số là 03 này, 15 cân đến 30 cân cho em. Ờ các chị ơi, cái set váy đấy em lấy hàng rồi, lấy mấy trăm set rồi nhưng mà bây giờ không có xa có xe giao hàng về cho em cơ các chị ạ. À. Tại vì bây giờ toàn thành phố Hà Nội này, rồi trong Nam này không có xe, không những cái hàng đấy này là không thiết yếu ấy. Nên là giao rất là chậm, nên là em phải gửi bằng đường bưu điện về hàng cho em đây này, nên là nó lâu lắm ấy thôi. Hàng đi từ ngày 30 mà bây giờ vẫn chưa được nhận hàng để về bán cơ. Cần Thơ á. Cần Thơ này, Bình Thủy này, Thốt Nốt này, Cờ Đỏ, Cái Răng, Phú Thứ, Tân Phú là không giao ở Cần Thơ nhá. Rồi mã này lên cho em là 03 này, 03 nhá, cái này em sale luôn cho các chị luôn này, 69.000, size 15 cân đến 30 cân cho em, 70.000 cho em nhá, 70.000 cho em nhá. Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu này, Phú Mỹ này, Côn Đảo này, Long Hải, Long Điền là không ship nhá. Rồi lên con này cho em mã số lên là 03, 15 cân đến 30 cân, váy tơ nhá, cái này là tơ cao cấp cho em này. À, tơ Bến Tre, thành phố Bến Tre không giao, toàn bộ Bến Tre không giao. Lên cho em 03 cho em 69.000 đồng cho em nhá. 69.000, Hậu Giang giao được, 70.000 cho em này, Bình Phước giao được nhá. Cái này lên cho em 03 70.000 váy đuôi cá cho em ạ, váy tơ nhá mọi người. Cái này là hàng tơ chứ không phải hàng hàng voan thường đâu nhá. Cái này là tơ cao cấp. Chị lên cân nặng luôn đi ạ. 15 cân đến 30 cân 70.000 một cái cho em, 70.000 cho em lên cân nặng đi nhá mọi người nhá. Váy rất là xinh, cái này cháu nhà em mặc đẹp lắm, mặt sau là đuôi cá cho em này. Này nhẹ tênh luôn mà mặc nó như công chúa luôn. Cái này lên cho em là 03 nhá mọi người nhá. 03 Ninh Thuận có giao. 70.000 một cái, 03 cho em 15 cân đến 30 cân cho em. Comment đúng cú pháp cho em nào. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Gia Lai có giao này. Rồi màu hồng, màu vàng và màu xanh cho em 15 đến 30 cân cho em, có 70.000 một cái thôi. Váy 200 bây giờ sale có 70.000 các chị yêu ạ. Mã hàng cho em là 03 nhá. À, thành phố Sa Đéc không giao nhá. Thành phố Sa Đéc không giao nhá. Thành phố Sa Đéc không giao nhá. Chị Minh Thu Trần đã không chốt cho Minh Thu Trần là vì chị ở thành phố đấy. Rồi ok, 03 kèm cân nặng cho em nhá. 03 kèm cân nặng cho em, 70.000 đồng cho em nhá. 70.000 đồng cho em, size là từ 15 cân đến 30 cân cho em. Số lượng không có nhiều, cái này có 20 cái lên thôi. Số điện thoại đi ạ. Có 20 cái thôi. Tuyết Lê lên số điện thoại này, Trần Hải Nhi lên số điện thoại nào. Tuyết Lê lên số điện thoại, Trần Hải Nhi lên số điện thoại. Bánh đuôi cá em đảm bảo với các chị nhận hàng là mê luôn. 70.000 một cái và các chị nhận về với giá trị của nó. Tuyết Lê lên số điện thoại ạ. Tuyết Lê lên số điện thoại ạ. Tuyền Lê lên số điện thoại. Tuyết Lê lên số điện thoại nào. Cà Mau có giao nhá. Trần Hải Nhi lên số điện thoại nào. Bình Dương không giao nhá. Chị ơi Bình Dương không giao nhá. Thi Nguyễn có không bao, ok. Quyền Quỳnh không bao, ok. Hai màu 15 đến 30 cân có 70.000 một cái thôi. Đi đâu đi nhá là từ hai sản phẩm trở lên giúp em nhá mọi người nhá. 2-3 sản phẩm trở lên cho em mới gọi cho đâu nhá. Bến Tre không giao ạ. Bến Tre không giao nhá. Toàn bộ Bến Tre là không nhận đơn nhá, vì bưu điện không nhận đơn ạ. Rồi chị nào lấy 03 này thì comment 03 cho em nhá. 15 đến 30 cân 70.000 cho em nhá. 70.000 một cái, đẹp lắm. Cái này đẹp lắm luôn á. Cái này cháu nhà em mặc xinh lắm luôn á. Nhẹ tênh luôn mà như công chúa luôn. 15 cân đến 30 cân cho em. Chị nhận 17 váy rồi, đẹp lắm. Ui, mua 17 cái váy cái lệch cơ hàng. Cảm ơn chị Thanh Hoa nhá. Cảm ơn chị. Rồi ok, chị nào lấy 03 thì comment 03 cho em, 70.000 một cái nha mọi người nhá. 70.000 đồng cho em. Thành phố Nha Trang không giao nhá. Hôm nay nhiều thành phố Nha Trang không giao nhé mọi người nhé. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Rồi lên tiếp cho em con này sale luôn cho em này. Ui trời ơi.
lên số điện thoại cho em nào. Trần Xuân lên số điện thoại đi mọi người. Thanh Hóa Nga Sơn Giao. Thanh Hóa Nga Sơn, Nga Sơn, à, Nga Sơn, Sơn không, Nga Sơn không Giao ạ, à. Nga Sơn không Giao nhá. Nga Sơn không Giao. Rồi mã này lên cho em váy kèm tua ban cho em này. Mã này lên cho em mã số là bao nhiêu nhỉ? Mã số 04 cho em, con này size 18 cân đến 35 cân cho em này. 18 đến 35 cân, em đang tìm cái ảnh cho mọi người xem. Cái ảnh này mẫu mặc đẹp lắm luôn á, mẫu nhà em mặc siêu đẹp luôn. Mã này lên cho em 04, 79.000 size 35 cân quay đầu cho em nhá. 35 cân quay đầu cho em. Mã này lên là 04 nhá, có màu hồng và màu xanh và kèm tua ban cho em nhá mọi người nhá. Em đang tìm cái ảnh mẫu nhà em mặc mà em đang không thấy ở đâu chứ. Mã này lên cho em là 04 đi này, 04 cho em nhá mọi người ơi. 04 cho em này. Phú Yên à. Có tao nhá, Phú Yên có tao nhá. Ship toàn quốc là 30.000 cho em. Đây mẫu nhà em đang mặc cái váy em đang dâu đây này. Nó rất là đẹp. Mã này lên cho em là 04 nhá. Ship toàn quốc là 30.000. Có đồ bộ 04 cho em này. Size cho bé là từ 17 18 cân cho em nhá. 17 18 cân cho đến 35 cân cho em, 79.000 một cái cho ạ. Chất đùi cao cấp cho em không nhăn luôn này. Tay bồng rất là đẹp luôn và kèm cái tua ban cho em nhá mọi người nhá. Có màu hồng và màu xanh cho em. Mã này lên là 04 đi. 79.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Đây mẫu nhà em đang mặc rất là đẹp luôn này. Đó, mẫu đang mặc đây 04 nhá. Size đến 35 cân quay đầu cho em. Mọi người chấm bài chia sẻ like để không bị ẩn comment nhá mọi người nhá. Em không đọc chốt đơn nên mọi người cứ yên tâm comment đúng cú pháp cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Mai Quỳnh có 0204 rồi, ok này. Hồng Hà có 03 rồi, ba màu, ok chị này. Nguyễn Ngọc có rồi nhá. Rồi đồ bộ nhà em không còn nhiều, các chị ơi còn ít lắm. Rồi mã này lên là 04 cho em nhá mọi người ơi. 04 mẫu đang mặc này. Đó rất là xinh, size 18 cân đến 35 cân cho em. 04 79.000 một cái thôi ạ. Cái này tặng luôn 79.000 đồng cho em nhá. 04 màu hồng cho em này. Và 04 lên cho em là màu xanh này. Rất là xinh luôn. 35 cân quay đầu cho em nhá. Từ 4 tuổi trở lên cho đến 8 9 tuổi quay lại 35 cân quay đầu cho em ạ. 04 cho em dáng baby doll tay bồng cho em nhá mọi người nhá. Cái này là tay bồng có chun nên là co giãn rất là nhiều. 79.000 một cái thôi nhá mọi người ơi. 79.000 đồng cho em 04 nhá. Mã hàng cho em là 04 đi. 04 nhá mọi người. Thì luôn có 04 ok này. À, cuối trời có 04, Khánh Phu 04, Quyên Quỳnh có 04 ok này. 35 cân quay đầu cho em 79.000 một cái thôi ạ. Màu xanh với màu hồng cho em nhá mọi người ơi. Xanh bạc hà với lại màu hồng đỗ cho em. Rất là đẹp luôn, 79.000 một cái thôi nhá. Đây mẫu nhà em mặc rất là đẹp luôn này. Rất là xinh luôn á. Bao kiểm hàng cho em, nhớ đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em nhá. Lâm Đồng có ship nha, có đồ bộ ạ, có đồ bộ nhưng mà ít lắm mọi người ạ. Có bộ nhá, tí nữa em sẽ lên một bộ tiếp. Rồi 04 cho em nhá, Thu Thuận có 04, Phương Mít có 04 ok này. Ship thành phố Vũng Tàu không ship nhá. Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu này, Phú Mỹ này, Côn Đảo, Long Hải, Long Điền là không ship nhá. Hàng đẹp khỏi chê luôn, cảm ơn chị Huệ Huỳnh Thị Ái nhá, cảm ơn chị. Thương nhớ có 04 ok này, Phương Mít có rồi ok, 04 79.000 cho em thôi nhá mọi người ơi. 79.000 đồng cho em nhá, chị nào lấy 04 này thì comment 04 cho em nhá mọi người nhá. 04 ạ, size 18 cân đến 35 cân cho em, chất đủ cho em nhá. 12 cân ạ, 12 cân có nhá, có 12 cân nhá chị. Có 12 cân, em xem đã nào. 04 nhá mọi người, chấm bài chia sẻ like để không bị ẩn comment cho em nhá. Rồi này, Thi Vi Hoàng Thị có 04 ok này. 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 đồng cho em, chị nào lấy 04 thì comment là 04 kèm cân nặng cho em và có đơn nhá mọi người nhá. 04 kèm cân nặng cho em này. Bé 10 cân, 10 cân thì không còn rồi. Bộ này cũng sai đúng không? Rồi lên cho em bộ này sale luôn cho em này. Mã tiếp theo cho em này. Trần Xuân có 0304 này, lên bộ cho em nhá mọi người nhá. Lên bộ cốt tông cho em này, cốt tông hàng Quảng Châu này. Mã này lên cho em mã số là 05 cho em này. Mã hàng số 05 cho em này, bộ cốt tông cho em hàng Quảng Châu cho em, size là 15 cân đến 40 cân ạ. 15 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng này lên cho em là 05 nhá mọi người nhá. Zian lên số điện thoại. Du Zian. Rồi. Mã này lên cho em là 05 nha. 05 cho em, cái này sale luôn cho em này, 85.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Size 15 cân đến 40 cân cho em này. 15 cân đến 40 cân cho em nhá. Tầm từ 3 tuổi trở lên, 3 tuổi rưỡi trở lên đến tầm khoảng 8 9 tuổi quay lại mặc vừa cho em bộ này. Có màu be với lại màu trắng cho em nhá mọi người. Zuzian lên số điện thoại nào. Anan có 04 rồi ok. Mã này lên cho em là 05, 85.000 một bộ nhá mọi người nhá. 85.000 đồng cho em. 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em và có đơn nhá. 05 size là từ 15 cân này, 3 tuổi rưỡi cho em đến tầm 40 cân cho em nhá mọi người ơi. À đầm vàng trái tim sau rồi giờ lên luôn đấy. Giờ lên luôn đấy mọi người, chấm bài thả tim thả like lên cho em đi. Chia sẻ like giúp em để không bị ẩn comment nhá mọi người. Mã này lên cho em là 05 đi. Có màu 05 này. Có màu
không bốn kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Rồi mã này là 05 đồ bộ nha mọi người ơi, 85.000 một bộ nha. Chất đẹp lắm, cái này hàng Quảng Châu cho em chất là rất là đẹp luôn. Chất siêu mềm luôn á, co giãn 4 chiều cho em nhá. 15 cân đến 40 cân cho em ạ, 85.000 một bộ nha mọi người nhá. Không bay không xù luôn, bao kiểm hàng cho em. Cái này lên là 05 nha. 05 cho em nhá. Mã số 05 cho em. Ô tự nhiên chả thấy ai luôn. Ok, chấm bài lên giúp em nào. Chấm bài liên tục lên cho em nhé mọi người ơi. Lên màu tim vàng đằng sau rồi ok nhá. Rồi mã này lên là 05 nhé mọi người, bộ cho em nhá. Đấy các chị có đòi bộ em lên bộ rồi, các chị có chọn đâu bạn tim vàng đây hả. Rồi mã tiếp theo này. Cái này đúng sai đúng không. Rồi mã hàng tiếp theo lên cho em này. Bộ tôn, bộ vừa lên bộ xong 05 đấy. Tây Ninh không giao nhá. Tây Ninh Tân Biên không giao nhá. Tây Ninh Tân Biên không giao nhé. Em chỉ có bé gái thôi không có bé trai nhá. Chỉ có đồ bé gái không có bé trai. Rồi lên cho em váy tim này. Váy tim cổ nơ trắng cho em này. Cổ nơ vuông trắng cho em. Cái này là cổ liền luôn nhá mọi người nhá. Cổ liền cho em ạ. Chất thô boy cho em. Mã này lên là 06 ạ. Full size là 17 cân cho đến 40 cân cho em 06 này. 17 cân đến 40 cân cho em 125.000 đồng cho em váy cao cấp nha mọi người nhá. Cái này là hàng cao cấp. 125.000 đồng cho em hàng 300. Bây giờ sale 125.000 nhá. À, váy kẻ đợi em xíu nhá. Hết cái này em lên. Mã này đây là 06 cho em đi. Mã này là 06 cho em nhá. Dáng baby doll búp bê cho em tay bồng rất là xinh ạ. 06 125.000 cho em này. Cái này xinh lắm. Cái này vừa mới về hàng luôn. Full size 18 cân 4 tuổi cho em. Đến 40 cân 10 tuổi quay đầu cho em cái này nhá. 10 tuổi quay đầu cho em mặc vừa váy này xinh dã man luôn các chị ơi. Thích nổi bật thì lấy màu vàng cho em này. Còn thích nhẹ nhàng thì lấy màu hồng cho em. 125.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Hàng cao cấp 300. Hàng 300 bây giờ sale 125.000. Mã này lên là 06 đấy ạ. 06 cho em 125.000 đồng cho em nhá. Từ 4 tuổi trở lên nhá mọi người nhá. Nhớ là từ 4 tuổi trở lên là mới mặc được cái này nhá. Từ 4 tuổi trở lên cho em. 4 tuổi trở lên cho em chia sẻ like giúp em nhá mọi người nhá. 06 cho em đi. Mã này lên cho em là 06 cho em màu vàng này. À, 06 lên cho em màu hồng này. Màu hồng cho em 06 này. 125.000 đồng full size 18 cân cho đến 40 cân cho em. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi nha mọi người. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi cho em nhá. Sáu nha mọi người ơi. Mai Quỳnh 06, Thương Phương Mít 06 này, Thu Lan 06 này, Phương Kim Phương Phạm này. Có 04 này ok này. Vĩnh Long có giao nhá, Vĩnh Long có giao nhá. Rồi này Hoàng Phương Liễu có 06 này, các chị lên số điện thoại cho em nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. 06 cho em 125.000 đồng cho em nhá. 125.000 đồng cho em màu trắng với lại màu vàng này. Áo trắng với vàng rất là xinh luôn. Cái này đẹp lắm mọi người. Cái này vừa mới về xong nhá mọi người nhá. Full size là 18 cân 4 tuổi cho em đến tầm khoảng 40 cân 10 tuổi cho em nhá mọi người nhá. Mặt sau có dây thắt eo. Chất liệu là thô boy cho em ạ. Thô boy cao cấp, rất là mềm và không bị nhăn nhá mọi người, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. 06 đi. Lên con này cho em là 06 nha mọi người nha. 06 125.000 đồng cho em 40 cân quay đầu. Có váy 42 kg đợi em xíu nhá. Có váy 42 kg nhá. Kiên Hạnh 06 ok này, set bộ ở nhà ấy, bộ đi học hay kiểu gì. Bộ nhà vừa lên xong. Bộ nhà vừa lên 05 xong. Rồi mã này lên là 06 cho em màu vàng này. 06 lên cho em màu hồng. Các chị không mua cái này thì quá phí luôn, vì cái kiểu cổ này chỉ có nhà em mới có, chưa nhà ai có luôn đấy. Hồng em có này, 06 này. À, váy thủy thủ em hết rồi chị ơi, váy trắng thủy thủ không có nha chị ơi. Váy trắng thủy thủ bây giờ không về thêm. Rồi ok nhá, Thu Thuận có 06, Hồng Nhung 06 ok, 125.000 đồng cho em nhá mọi người. 125.000 đồng cho em, 06 cho em nhá. 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, full size từ 18 cân đến 40 cân. 18 cân đến 40 cân cho em nhá. 18 cân đến 40 cân là từ 4 tuổi đến 10 tuổi là mặc vừa cho em cái này. 125.000 đồng cho em bao kiểm hàng luôn. Cái này các chị không mua thì quá phí luôn á. Nguyễn Phượng lên số điện thoại đi ạ. Bộ lá rất là đẹp. Nguyễn Phượng lên số điện thoại nào. Nguyễn Phượng lên số điện thoại nào. 125.000 đồng 06 nhá. 125.000 Thu Thủy Tiên có rồi ok này. 120 bộ đi học không có chị ạ. Huỳnh Thúy có 06 rồi ok. Kiều Núi Trương 06 rồi ok này. 125.000 đồng cho em nhá. 125.000 đồng cho em. Kiều Nữ Trương có Nhạn rồi. Nhạn Nhi lên số điện thoại đi ạ. Nhạn Nhi lên số điện thoại nào. Nhạn Nhi lên số điện thoại nào. Thúy Uyên có 06 rồi ok. 06 125.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Đẹp quá, cái này đẹp quá trời ơi. Mình nhìn zoom gần cho em này. Đó, thích nhẹ nhàng thì các chị lấy màu hồng, còn thích nổi bật thì các chị lấy cho em màu vàng cho em nhá. Bé trai nhà em không có, bé trai không có nhá. Hoa Tím có 06. Nhạn Nhi lên số điện thoại đi nào. Nhạn Nhi lên số điện thoại 125.000 một
Thu Nguyễn có 06 rồi, ok, chị nào lấy 06 này thì comment cho em là 06 nha mọi người nhá. 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Nhạn Nhi có 0406, ok, Thu Nguyễn 06, ok này. Như Hoàng có 04, ok này. À, và 06 này, ok, Hồng Ngọc cũng có 06, ok này. Mã tiếp theo lên cho em nhá mọi người nhá. Mã tiếp theo lên cho em con này. Váy sọc nha. Tôi lên váy sọc cho em, cái này em cũng sale luôn, cái này cũng rất là đẹp luôn này. Cái này cũng rất là đẹp và bán rất là chạy luôn này. Mã tiếp theo lên cho em bi vàng đó bao nhiêu vậy chị? 125.000, mã hàng cho em là 06 váy bi vàng cho em nhá. À, rồi váy kẽ đằng sau lên luôn này. Mã tiếp theo lên cho em mã số là 07 cho em này. Các chị lên số điện thoại đi và mã hàng cho em nhá. Đắk Lắk có ship nha. À, Hồng Ngọc Vũ có số điện thoại chưa? Rồi này, từ 10 06 là từ 18 cân cho đến 40 cân ạ, à, từ 4 tuổi cho em đến tầm 10 tuổi mặc vừa cái mã số 06 này nha mọi người nhá. Đây là mã số 06 cho em 125.000. À, shop em ở Thanh Hóa nhá. À, 18 cân đến 40 cân cho em hai màu vàng hồng cho em đẹp lắm. Cái này rất là đẹp, hàng cao cấp cho em nha mọi người nhá. À, có hai cái một màu không chị ơi? 06 á. À, thì chị lấy hai cái một màu thì nhà em có những 1.000 hàng cơ chứ không phải là một hai cái đâu nhá. Đây là cứ ví dụ lấy hai cho bé, hai bé sinh đôi á thì các chị cứ bảo là lấy hai màu cho em giống nhau, cân nặng là bao nhiêu đó là được nhau mọi người nhá. Rồi mã này là 06 125.000 thôi, mua cái này đẹp lắm luôn, đi học đi chơi rất là đẹp luôn á. Này hàng xuất sắc luôn. Rồi mã sọc lên cho em này, mã tiếp theo lên cho em là 07 này. Váy sọc cho em 07 này. À, 07 cho em này, dáng baby doll cổ nơ liền ạ. Cái này là cũng là cổ nơ liền và wonder cho em rất là đẹp. 07 cho em, chất liệu của nó là thô đuổi nha mọi người nhá. Cái này là thô đuổi thì nó mềm lắm, nó mềm và không bị nhăn cho em. Full size là từ 17 cân đến 38 cân cho em. Mã này là 07 cho em, còn một ít em sale 89.000 đồng cho em mã này nhá. 89.000 cho em mã này là 07 cho em này. Váy sọc cho em nhá. À, bao nhiêu một cái? À, mã số 06 là 125.000 cho em nhá. 06 là váy vàng đằng sau em đây. 06 là váy vàng đằng sau nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em là 07 váy sọc này, 89.000 thôi ạ. Còn một ít sale 89.000 cho em sọc xanh này. 17 cân đến 37 cân cho em này. À, 08 cho em này. Thành phố Vũng Tàu không giao. Thành phố Vũng Tàu này, Phú Mỹ này, Côn Đảo, Long Hải, Long Điền là không giao nhá. Rồi cái này lên cho em là 07 cho em nhá. 07 cho em nhá. Mọi người đặt trên tin nhắn đi ạ. Mọi người đặt trên like nhá, nhà em không check inbox đâu. À, 07 cho em này, màu nâu này. 07 cho em màu đỏ này, có 89.000 một cái thôi ạ. Cái này chất thô đuổi cho em, cũng là hàng cao cấp nhưng mà còn số lượng ít nên em sale luôn cho mọi người nhá. 89.000 đồng cho em, mã này là 07 cho em này. Từ 17 cân 4 tuổi cho em đến 38 cân 10 tuổi quay về nha mọi người nhá. Cái này bắt đầu phải từ 4 tuổi trở lên nhá. Nhà em thường thường váy là ít nhất là phải 4 tuổi trở lên mới mặc được ấy. Nên mọi người lưu ý nghe cân nặng cho em nhá mọi người nhá. Sọc xanh, sọc hồng này và sọc nâu cho em nhá mọi người nhá. Xanh, sọc hồng và sọc nâu cho em này, có 3 màu, các chị lên màu luôn cũng được. Mã hàng là 07 cho em, 89.000 một cái thôi ạ. Mai Quỳnh có này, Vi Trần có này, Lê Hằng có váy sọc này 89.000. Bến Tre không nhận đơn nhá, Bến Tre không nhận đơn cho em nhá. Mã này lên cho em là 07 nha mọi người ơi, 07 cho em 89.000 cho em nhá. 07 cho em sọc nâu này. 07 lên cho em sọc đỏ này. 07 nha mọi người nhá. 07 cho em rồi sọc. Ờ chị gì mà lại nhắn tin vào cái 06 mà đuôi 789 nhỉ? À, các chị ơi đừng có trả lời comment của một bạn nào hết nha. Các chị comment trên comment bình thường cho em, không có trả lời comment là không in được đơn đâu. Em thấy có một chị này 06 màu vàng, bé 35 cân này, số điện thoại là 0938119789. Chị comment lại bình thường cho em nhá, comment ở dưới lại cho em đi thì mới nhận được nhá. Rồi ok này, 07 cho em đi, mã hàng là 07. Các chị ơi phải comment là mã hàng là 07 cho em nhá. Kèm cân nặng cho em này. Ship toàn quốc 30.000, em không miễn ship đâu các chị ạ. À, không miễn ship được nha, đang sale rẻ lắm nên không miễn ship được. 89.000 một cái thôi, có 89.000 một cái này thôi. Siêu đẹp luôn, em phải nói là siêu mềm luôn nhá. Đặt hàng khi nào có ạ? Số hôm trước chốt hàng rồi mà chưa nhận được, hơn một tuần rồi á. Rồi để em báo bưu điện nha chị Võ Thu nhá, vì là đơn dịch nên là có đi chậm ấy. Nên là mọi người thông cảm nhá. Đắk Lắk có ship nha, Đắk Lắk có ship nha mọi người. Cái này 07 cho em, màu xanh ở ngoài đẹp lắm, màu xanh rất là đẹp luôn á. 0789.000 đồng cho em sọc xanh, sọc hồng và sọc nâu cho em nhá. Sọc xanh, sọc hồng và sọc nâu cho em 07 cho em nhá. Giang Bùi có, Ngọc Bích có 07 rồi, ok này. Hồng Trang Hồng có gì này. Tiền Giang có ship nhá. Tiền Giang có ship nhá. Rồi này, Kim Phương Phạm có hai đầm 06 này, màu vàng, ok chị này. 07 nhá, cái này là 07 cho em. Khánh Phu có rồi này, Minh Chiến Nguyễn có 06
đồng cho em 100. À quên, 89.000. 89.000 đồng cho em nha. 89.000 đồng thôi. Màu sọc nâu này, sọc xanh này, sọc đỏ cho em này. Cái này xinh lắm, không mua thì hơi phí. 18 cân cho đến 17-18 cân cho đến 38 cân quay đầu cho em nhá. Chị Trương Ngọc Anh lên số điện thoại đi chị ơi. Trương Ngọc Anh lên số điện thoại đi chị. Trương Ngọc Anh lên số điện thoại nào. Trương Ngọc Anh lên số điện thoại cho em nào. Rồi cái này đây là 07 cho em. Trương Ngọc Anh lên số điện thoại đi. Lê Thị Bảo có 07 ok. Thu Thủy Trần có rồi ok này. Hồng Em có 06 ok này. Hà Như 07 ok này. Có 3 màu sọc cho em nhá mọi người nhá. Có 89.000 một cái, không mua là phí lắm. Đây là mặt sau này. Mặt sau là kéo khóa chìm cho em nhá mọi người nhá. Mặt sau kéo khóa chìm cho em này. Ok, Trương Ngọc Anh này có 02 cái 06 rồi ok. Sọc đỏ này, sọc xanh này. 89.000 17 cân đến 35 cân, 38 cân, 17 đến 38 cân cho em nhá. Đồng Nai không ship chị ạ. 17 đến 38 cân cho em mặc vừa nhá. 4 đến 10 tuổi cho em. 07 89.000 đồng cho em nhá. 07 89.000 đồng cho em nhá. 07 89.000 set 10 cân nhà em không có rồi. Lê Thị Bảo có ok này. Vợ Thị Võ, Thị Võ có 06 ok này. Rồi, chị nào lấy 07 thì comment cho em bằng 07 cho em nhá mọi người nhá. 07 89.000 cho em thôi. 89.000 cho em nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em cái váy á. Một cái váy hoa này, lên cho em một váy hoa cao cấp này. Váy hoa rất là đẹp luôn này. Mọi người chấm bài lên đi, chấm bài chia sẻ like cho em với nào. Chia sẻ like để không bị ấn comment giúp em nhá mọi người nhá. Chia sẻ like để không bị ấn comment giúp em. Mã tiếp theo ạ. Mã tiếp theo nha mọi người. Xong mã số 07 rồi nha. Lên cho em mã hàng tiếp theo, hà váy hoa cao cấp cho em này. Mã số lên cho em là 08 nhá. 08 cho em con váy cao cấp rất là đẹp luôn. Con này có size cho bé là từ 25 cân đến 40 cân cho em. Thành Nguyên Bến Tre là không nhận đơn nhá chị Phương Huynh nhá. 06 mấy cân mặt vừa. 06 là size cho bé từ 18 cân đến 40 cân nhá chị nhá. Rồi mã này lên cho em là 08 cho em 119.000 đồng size 25 cân đến 40 cân cho em ạ. Chất liệu là thô boy cho em, giá búp bê nhá mọi người nhá. Cổ sen này. Cái này là cổ sen bèo cho em rất là xinh luôn. Mã này lên là 08 cho em đi. 08 nha mọi người nhá. 08 cho em mặt sau này. Rất là xinh. Mặt sau cũng kéo khóa chìm cho em nhá mọi người ơi. Kéo khóa chìm cho em, giá búp bê rất là đẹp. Cái này lên là 08 nha. Phương Mít có 07 rồi ok. 08 màu vàng và 08 lên cho em màu hồng. Bích Ngọc có 07 rồi ok. Có đồ bộ nha chị ơi. Đồ bộ em thấy bán chậm lắm nên là lên khách chọn ít lắm nên là toàn bán váy thôi. Rồi lên cho em cái này 25 cân đến 40 cân cho em này. 25 cân đến 40 cân cho em nhá. Không có giày tay chị ạ. Không có giày tay. 08 cho em nhá mọi người. Bên dưới chân là phối màu cho em rất là đẹp luôn này. Cái này là phối màu cho em. Bên trên là có nơ và cổ sen cho em nhá. 08 ạ. Con này lên là 08 cho em. Size từ 25 cân đến 40 cân cho em. 119.000 cho em nhá. 119.000. Bích Ngọc có rồi. Bích Ngọc có rồi. Các chị comment đúng cú pháp trên một dòng cho em nhá mọi người nhá. Và chia sẻ like để không bị ấn comment cho em nhá mọi người nhá. Vì là em thi thoảng em mới đọc chốt đơn ấy. Nên là các chị chia sẻ like để không bị ấn comment nhá. Rồi cái này lên cho em là 08 nhá mọi người ơi. Đẹp lắm. Cái này rất là luôn cân nặng kèm màu kèm số điện thoại nữa. Mã hàng kèm cân nặng này, kèm màu cho em nhá. Và kèm số điện thoại cho em. 119.000 một cái thôi. Váy cao cấp rất là đẹp. Chất liệu là thô boy nhá. Nguyễn Thương nhớ này có 08 này, Kim Anh có 08 này, có sĩ nha chị Hà Hoàng nhá. Nhà em có sĩ nhá. Nana có 08 ok này. Linh Nguyễn Tâm 08 này. Cái này 08 xinh lắm, cái này ít hết rồi. Cái này còn có một ít thôi, bây giờ đang làm thêm nhưng mà chưa về được hàng cô. Cái này size là bình thường là có size từ 17 cân cơ đấy, nhưng mà bây giờ chỉ còn size 25 cân đến 40 cân cho em nhá mọi người nhá. 25 cân đến 40 cân cho em. 119.000 đồng cho em nhá. Chị ơi xét bộ đi học phải gửi bằng đường bưu điện nên nó về hơi lâu á, nó về hơi chậm. 4 ngày rồi mà chưa nhận được chị hàng cơ. Thủy Tiên lên số điện thoại đi ạ. Thủy Tiên lên số điện thoại cho em với nào. Thủy Tiên lên số điện thoại nào. Chứ hàng về chậm em cũng sốt ruột lắm, tại vì không có hàng để bán ấy. Đang bán ra đường mà không có hàng bán ấy. Minh Chiến Nguyễn có không có size nhỏ. Cái này còn 1-2 cái size 17 đến 20 cân nhá. Còn 1-2 cái size 17 đến 20 cân. Còn đâu là size toàn bộ là từ 25 cân đến 40 cân cho em. 25 cân đến 40 cân. 119.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Màu vàng với lại màu hồng cho em này. Xinh lắm. Cái này rất là xinh. Giá búp bê cho em chất thì siêu đẹp. Cái mã này với lại cái mã vàng này này làm chất liệu nó giống nhau luôn á. Cái chất liệu thông boy giống nhau luôn. 119.000 đồng cho em nhá. Riêng cái váy này em bán được hơn phải gần 3.000 váy rồi. Cái váy này này bán được gần 3.000 váy cái này rồi á. Thơ Vũ có 0708 ok. Đầm 2 giây có nhá chị yêu ơi. Đầm 2 giây.
màu cho em nhé. 08 kèm cân nặng và kèm màu cho em nhé. 08 kèm cân nặng và kèm màu cho em là có đơn nhé mọi người nhé. 08 kèm cân nặng và kèm màu cho em là có đơn nhé mọi người. Màu hồng này, 08 lên cho em màu vàng này. Chưa nhận được đồ á, rồi để em báo bưu điện nhá chị Bích Phương nhá. Để em báo bưu điện nhá. 25 cân đến 40 cân cho em đẹp lắm luôn á. Cái này cũng nơ này, cũng sen này, đi học hay đi chơi được rất là đẹp luôn. Chất nó mềm giả man luôn nhá. Thô boy rất là mềm, thấm hút mồ hôi cho em và đặc biệt là nó không bị co rút vải nhá. Không bị co rút vải cho em nhá. Em chị đặt sao không đi đơn là sao Kim Anh á? Sao lại không đi đơn? Sao lại không đi đơn? Ok, Minh Hằng có 08 2 cái 20 cân, có 1 2 3 hai cái này. Ok, Huyền Trang có 17 cân này, có vài cái 17 đến 20 cân thôi. Rồi ok nhá. Rồi ok, mã này lên cho em xét học sinh chưa về đâu chị ơi, bị không có xe đưa về hàng về ấy, em sốt ruột lắm ấy thôi. Của em mấy nghìn hàng nó đang bị tồn đọng lại ở kho mà không về được ấy. Sốt hết cả ruột đi. Rồi 119.000 đồng cho em nhá. Thanh Thư có này, Thanh Như có 08 ok này. 119.000 đồng hết size 15 16 cân rồi, bây giờ chỉ còn size 25 cân đến 40 cân cho em nhá. 25 cân đến 40 cân cho em này các bác ơi. 25 cân đến 40 cân cho em. 119.000 đồng cho em. Mã này đây là 08 nha mọi người ơi. 08 cho em hai màu xanh hồng với vàng cho em nhá. Hồng với vàng đẹp lắm. 08 cho Ngư Kim Sam qua đi đơn chưa? Ok này, không hôm qua Ngư Kim Sam đi đơn rồi mà sao bây giờ mới đặt ra. Ok nha. Mã tiếp theo lên cho em này, mọi người chia sẻ like cho em với. Rồi lên cho em con váy hoa này sale luôn này. Mã tiếp theo lên cho em này. Mã tiếp theo nha. Chị nào lấy 08 thì comment 08 cho em nhé mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 09 này. Mã số 0 à thôi cái này sale sau đi, cái này lên cái này trước. Cái 2 giây này đẹp lắm này. Chị Phạm Hạnh lên số điện thoại. Cái này có sai gì em? Phạm Hạnh lên số điện thoại nào. Rồi thế thì vẫn là 15 20 cân với size 30 cân ạ. Rồi lên cho em mã này nhá. Lên cả này không lượng màu. Rồi mã tiếp theo nha. Phạm Hạnh lên nhưng mà không lượng màu cơ mà. Rồi ok, Phạm Hạnh lên số điện thoại cho em nào. 16 ký hết rồi, bây giờ lên cái này 16 ký này. Thùy Dung có rồi ok này. Màu hồng giá bao nhiêu một chiếc, số điện thoại Phạm Thị Yến nha, 119.000 nha chị Phạm Thị Yến nhá. Rồi lên cho em mã này này, mã số 0 mấy nhá, 07 cho em này. Đúng không? Không mấy. 09. Rồi lên cho em mã số là 09 cho em này. Mã hàng số 09 cho em này. Váy 2 dây tơ cho em nhá. 2 dây tơ cao cấp cho em. Con này size 15 cân đến 30 cân cho em. Tặng 65.000 cho em nhá. Váy tơ nhưng mà không lượng màu nha mọi người nhá. Không lượng màu cho em này. Cái này là tơ 2 dây bèo cho em. Mã này lên cho em là 09 đi nhá mọi người ơi. 09 không lượng màu nhá. 65.000 một cái thôi ạ. Cái này hàng 180 giờ sale 65.000 cho hết đi này. Cái này còn tầm 20 cái thôi. Mã hàng kèm cân nặng cho em đi. Chị Đê Lê này có 07 và 09 ok này. Cái này lên cho em size 15 cân đến 30 cân cho em. Không lượng màu, 65.000 một cái thôi nhá mọi người nhá. 65.000 đồng cho em. Mã này đây là 09 nhá mọi người ơi. Tơ cao cấp nha. Cái này là tơ cao cấp, ở sau là cũng kéo khóa và bên trong có một lớp lót boy cho em thấm hút mồ hôi này. 06 08 16 tuổi, 12 tuổi vừa nha chị Linh Nguyễn Tâm nhá. 30 cân 12 tuổi vừa nhá chị nhá. Một bé mét tầm mét 50 quay lại là mặc được cái đấy á. Rồi mã này lên cho em là 09 nhá. À 09 lấy 09 không lấy 07 chị Đê Lê á. Ok nha. Rồi mã này lên cho em là 15 cân đến 30 cân cho em. 65.000 cho em nhá. 65.000 cái này sale lỗ vốn luôn cho em 09 đi. 65.000 một cái thôi ạ. 65.000 đồng cho em nhá mọi người. Váy tơ cao cấp 15 đến 30 cân 65.000 cho em, không lựa màu nhá. Nhớ là không lựa màu nha mọi người nhá. Không lựa màu ạ. Mỗi màu chỉ còn 1-2 chiếc thôi, không có nhiều đâu. Mã hàng 09 cho em, váy này rất là đẹp. Váy này rất là đẹp luôn, mọi người nhớ đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em với nhá. 09 nhá mọi người ơi. Sao băng đổ có 07 rồi ok. Thanh Như 09 này. Lên đồ dài tay không em? Đồ bộ dài tay, đồ bộ dài tay chưa về đâu chị ơi. Phải tầm phải vài hôm là cơ bị xe đang chưa có xe mang xe hàng về ấy. Cái này lên cho em là 09 nhá mọi người nhá. 09 cho em đi. 09 cho em với giá là 65.000 một cái, rẻ quá. 2 tuổi á, 2 tuổi có nhá. Đồng Nai không ship nha chị ơi. Đồng Nai không ship nha. Đồng Nai không nhận đơn. Rồi mã này lên là 09 cho em. 65.000 15 cân đến 30 cân cho em nhá mọi người nhá. 15 đến 30 cân cho em, nghe điện thoại đem này. Yến Nhi Trần có này, Lệ Hằng có này, 0709 ok này. Trang Hồng có 09. Cái này có 30 cái thôi các chị, chốt nhanh hết. Có tầm 30 cái thôi, chốt nhanh không có hết nha mọi người. Không lượng màu nha. Không lượng màu là mới cho hay có 65.000 đấy chứ bình thường. Nhỏ nhất là 15 cân nha chị ơi. Nhỏ nhất 15 cân 4 tuổi cho em nhá. Nhỏ nhất là 15 cân 4 tuổi cho em.
Rồi mã này lên là 09 cho em đi. 09 cho em nhé, 08 là cái gì? 09 nha mọi người nhá. Cái này lên là 09 cho em 15 cân đến 30 cân mà có 65 nghìn thôi đó. Em nói thật các chị, mua ở đâu được cái váy tơ nhẹ sờ nó sướng lắm. Cái này sờ còn sướng hơn vai bé luôn á, em nói thật luôn á. Còn sướng hơn vai bé 65 nghìn cho em nhá. Đi đơn nhớ đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em nhá. Thanh Hóa ship, thành phố Thanh Hóa không ship, Như Thanh không ship. Cái gì nhỉ? Cái gì nữa nhỉ? Chị ở đâu Thanh Hóa? Nga Sơn không ship. Chị ở đâu Thanh Hóa đấy? Chị ở đâu Thanh Hóa đấy chị? Em ở Thanh Hóa này. Rồi mã tiếp theo lên cho em nhá mọi người, 09 nhá mọi người nhá. Mã 09 rồi lên cho em con này sale luôn này. Mã tiếp theo lên cho em này. 09 cho sao băng đổ mọi người lên số điện thoại. Hà Nội có ship nhá, Hà Nội có ship nhá. Hà Nội nhưng mà trừ quận Thanh Xuân này, Đồng cái gì đấy? Trừ quận Thanh Xuân này, Đống Đa này, Bắc Từ Liêm này, Nam Từ Liêm này, Long Biên, Thanh Trì và Đồng Đông Anh là không ship ở Hà Nội nhá. Ba cái nhà số ok chị. Rồi Lệ Nguyễn có 09 thôi ok nhá. 09 không miễn ship đâu. Có 65 nghìn làm sao em miễn ship rồi các chị ơi. Không thể miễn ship được luôn đấy. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này size đại này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 10 ạ. Chị Thọ Trần lên số điện thoại đi chị ơi. Thọ Trần lên số điện thoại nào. Hưng Yên có ship nha chị nhá. Hưng Yên có ship nha. Rồi mã này lên cho em mã hàng số 10 cho em. Size 23 cân đến 48 cân cho em. Mã hàng số 10 cho em giá 89 nghìn luôn nhá. Vũng Tàu này, Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu này, Phú Mỹ này, Côn Đảo này, Long Hải, Long Điền là không ship nha. Rồi cái này lên cho em mã hàng số 10 cho em đi. Quảng Ngãi có ship nha mọi người ơi. Rồi mã này lên cho em là mã số 10 cho em váy cherry nhá, cổ sen này. Cái này cổ sen nhá. Size từ 23 cân đến 48 cân, 89 nghìn. Đà Nẵng cũng không nhận đơn nhá. Màu hồng với lại Đà Nẵng có nhận đơn không nhỉ? Không nhận đơn ạ, Đà Nẵng toàn Đà Nẵng không nhận đơn luôn. Màu đỏ và màu hồng cho em váy cherry là mã số 10 cho em đi. Mã hàng số 10 cho em nhá. Mã hàng số 10 cho em với giá là có 89 nghìn một cái váy thô boy cao cấp cho em nhá. Giống hệt cái mã màu vàng, chất liệu giống hệt luôn ấy. Nhưng mà cái này còn mấy cái sale luôn cho em 89 nghìn một cái thôi ạ. 10 cho em size là 23 cân đến 48 cân cho em. 23 cân đến 45 cân. Bà Rịa Vũng Tàu không ship nha. Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu này, Phú Mỹ này, Côn Đảo này, Long Hải này, Long Điền là không ship ở Vũng Tàu nhá. Bến Tre không ship nha. Bến Tre không ship ạ. Thanh Hóa, chị ở đâu Thanh Hóa ạ? Thanh Hóa ở đâu? Thanh Hóa thì chỉ trừ có Như Thanh này, Nông Cống này, cái gì nhỉ? Nga Sơn này là không ship ạ. Đồng Tháp này, Đồng Tháp thì có thành phố Sa Đéc là không ship nha. Đồng Tháp là có thành phố Sa Đéc không ship. Đắk Lắk ship hàng này. Đắk Lắk có ship nha. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, chỉ có trả lời ship hay không ship là em đứt hơi luôn. Rồi. Vũng Tàu này ở Bình Châu. Bình Châu ship được nha. Bình Châu ship được. Nông Cống không ship được đâu chị Vũng Thắm ơi. Nông Cống đâu không ship được đâu nhá. Mấy ngày nữa có đồ bộ chị dồn được. Nhà em không dồn đơn đâu. Nhà em không dồn đơn đâu chị ơi. Đồ bộ thì có đồ bộ đấy chứ nhưng mà ít thôi. Rồi mã này số 10 cho em có 89 nghìn một cái thôi nhá. Mã hàng số 10 89 nghìn đồng cho em. Trà Vinh có ship nha. Bình Phước có ship nha. Bình Định có ship nha. Đấy đến giờ rồi đó. Quyên Quỳnh có mã số 10. Ok rồi tập trung vào hàng cho em nào. Tập trung vào hàng cho em nhá. Mã hàng số 10 cho em này. Full size là từ 23 cân đến 48 cân. 89 nghìn đồng cho em nhá mọi người nhá. 89 nghìn đồng cho em nhá. 89 nghìn đồng cho em ạ. 89 nghìn đồng cho em. 89 nghìn một cái thôi. Size 23 cân đến 48 cân cho em nhá. 23 đến 48 cân mã số 10 cho em nhá. 10 cho Thi Võ rồi ok này. Thi Võ có 10 này. Quyên Quỳnh có 10 này. Ok nhá. Quyên Quỳnh có rồi. Phạm Bảy. Chị Phạm Bảy có phải là chị Sĩ? Chị Phạm Bảy có thể chị Sĩ không? Chị vừa đang sao chị đang ra Phạm Bảy thằng nhỏ. Rồi ok mã số 10 cho em váy cherry có màu đỏ với màu hồng cho em nhá. 89 nghìn một cái nha mọi người nhá. 89 nghìn đồng cho em size 23 cân đến 48 cân cho em. 23 cân đến 48 cân. Váy này có cổ sen này. Váy này có cổ sen này và có tay cho em này. Rất là xinh ạ. Có tay rất là xinh. Đấy Phạm Bảy đây em. Có Phạm Bảy thế. Phạm Bảy này có mã số 10 ok này. Cam Ranh có nhá. Cam Ranh Khánh Hòa đúng không? Có ship. Cam Ranh Khánh Hòa. Kim Duy lên số điện thoại đi chị ơi. Cam Ranh Khánh Hòa có ship này. Út Duyên Kim lên số điện thoại nè. Út Duyên Kim lên số điện thoại cho em nè. Thu Thuận có mã số 10 ok. Mã hàng số 10 cho em nhá. Mã số 10 cho em 89 nghìn một cái thôi ạ. Váy 180 là sale 89 nghìn cho các chị luôn. Quá rẻ luôn mà chất nó đẹp lắm. Chất siêu đẹp luôn.
cho em nhá. Bán nhà em chỉ bán lấy số lượng thôi, em nói thật chỉ có bán số lượng thôi chứ còn chẳng lời lãi gì ở những cái váy này. Được 50 với 10 nghìn các chị đi đơn hai cái mà các chị mà bom về phát là hết lời luôn. Bình Phước có ship nhá. À, váy size trên 50 cân thì không có rồi chị ạ. À, nhà em chỉ tầm 48 cân quay lại thôi. Rồi chị nào lấy mã số 10 thì comment mã hàng số 10 cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng số 10 cho em nhá. À, Kiên Giang à, Kiên Giang thì ở thành phố Rạch Giá này, huyện Kiên Hải này, Hòn Tre này là không ship nha. Rạch Giá, Kiên Hải và Hòn Tre là không ship ở Kiên Giang nhá. Trần Ngô có 10, ok, đồ bé trai nhà em không có rồi. Đồ bộ á, à? Đồ bộ đây, có cái bộ này lên cho em mã bao nhiêu em, mã số 10 à? À quên. Không, mã số 5, 8, 5. Rồi lên cho em mã bộ này 05 này, mã bộ cho em là 05 này. Size là từ 15 cân đến 40 cân cho em bộ này nhá. Cốt tông cho em ạ, 0585 nghìn một bộ nhá. Nguyễn Thơm lên số điện thoại đi chị. Nguyễn Thơm lên số điện thoại nào. Nguyễn Thơm lên số điện thoại cho em nào. Mã này lên cho em là 05 nhá. 05 này. 05 cho em bộ này, hàng cốt tông, hàng Quảng Châu cho em nhá mọi người nhá. C85 nghìn một bộ, size 15 cân đến 40 cân cho em size to này. Cái này size đại nhá. 15 cân đến 40 cân cho em size to này. 20 kg mặc vừa công suất hơi, mã số 10 á. 20 kg thì tầm khoảng 5-6 tuổi trở lên nhá chị Thanh Chu nhá. 20 kg phải 5-6 tuổi trở lên cho em. Nguyễn Giáp có 09 này, mã số 10 ok. Mã này lên cho em là mã số 05 ạ. Bộ cho em là 05 nhé mọi người ơi. 05 cho em 100, à quên, 85 nghìn một bộ. 05 85 nghìn một bộ cho em. Màu xanh trắng là màu be cho em này. 05 nhá. Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu không ship nhá. Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Mỹ này, Côn Đảo, Long Hải, Long Điền là không ship. Những cái chị nào mà em nghe những cái nơi mà không ship đấy thì đừng có đặt hàng nha mọi người nhá. Rồi này, Bến Tre không nhận đơn nhá. 05 cho chị Trâm Võ này, ok này. 05 nhá mọi người ơi. Mã này lên là 05 cho em nhá. Cái này lên là không mấy em. 06 à. Mã tặng 479. Rồi lên tiếp cho em, mã tiếp theo lên cho em này. Ok, rồi cái điện thoại chị đâu đưa chị xem cho khách xem máy nhá. Rồi Thanh Như có 06 ok này. À 05 ok, 05 có 85 nghìn một bộ thấy chất đẹp á. Mọi người cho 05 đi. Chia sẻ like để không bị ẩn comment nhá mọi người ơi, chia sẻ like cho em để không bị ẩn comment nhá. Rồi mã hàng tiếp theo lên cho em này. Em còn váy tông, váy gì? Váy tông 39 cân, váy cốt tông không có ạ. Cốt tông 39 cân em hết rồi, Bạc Liêu có ship nha. Rồi lên cho em váy này, size 17 18 cân cho đến 35 cân cho em, mã này lên là 04 này. Mã này lên cho em 04 79.000 một váy nhá. Đúng không nhỉ? 79.000 đồng cho em nhá, váy kèm tua, kèm tua ban cho em này. Đấy, kèm tua ban cho em, mẫu nhà em mặc rất là đẹp. Hàng của mình sao lâu quá chưa nhận được Mỹ Nhiên á, để em báo bưu điện nhá. Chị Biên Thị Phát ơi, inbox cho em nhá. Chị Biên Thị Phát ơi, inbox cho em nhá, để em giải quyết nhá. Inbox cho em đi. Không miễn ship đâu, không miễn ship đâu các chị ơi. Rồi mã này lên cho em là 0 mấy nhá, 04 này, 04 cho em chất đuổi tơ nhá mọi người nhá. Chất đuổi tơ cao cấp cho em này. Size cho bé là từ 18 cân đến 35 cân cho em, 04 cho em 79 như một cái. Mẫu mặt này rất là đẹp luôn, 04 cho em màu xanh và 04 lên cho em màu hồng nha. 04 xanh, 04 hồng cho em 79 như một cái thôi ạ. 79.000 đồng cho em 04 nhá. Ngọc Trân có 04 ok này. À, máy váy vàng cherry. Vàng cherry là vàng gì đó? Vàng đây hả? Vàng chấm đây á hả? Hay là vàng này? Rồi cái này lên cho em là 04 nha các trẻ ơi, 04 cho em đi. Có 79 như một cái thôi ạ. Bộ bé gái vừa lên mã số 05 đấy chị. Bộ bé gái vừa lên mã số 05 xong đó. Rồi 04 cho em màu xanh này, 04 lên cho em màu vàng kèm tua ban nhé mọi người nhá. Kèm duy băng đầu cho em này. Đó, mẫu mặt này. Cho xem mẫu cho nó lên dáng. Cho lên dáng 04 cho em ạ. 18 cân đến 35 cân cho em 79 như một cái nhá. 18 cân đến 35 cân cho em này. 18 đến 35 cân 79.000 cho em màu hồng với lại màu xanh. Cái này lên là 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại nhá. Mã số kèm cân nặng kèm số điện thoại, còn một bộ nữa, còn bộ. Tại vì bộ nhà em bán chậm hơn váy nên là em cứ thích bán váy thôi. Mệt mỏi lắm. Rồi 04 cho em đi, cái này là 04 nha. Rồi comment đúng cú pháp cho em. Nguyễn Thùy Dung có 04 lên số điện thoại chưa? Váy vàng chấm 07 à, 07 vừa lên rồi mà. Rồi cái này lên 04 cho em, 35 cân quay đầu cho em nhá. Có đồ bộ 40 cân không? 40 cân là 40 cân hôm nay hết size rồi chị ạ. À, chị inbox đi, chị in Biên Thị Phát ạ. Rồi 04 cho em màu hồng và 04 lên cho em màu vàng nhá. Cái này lên là 04 cho em nhá mọi người ơi. Trần Hậu có 04 ok này, ngốc nghếch 04 ok này, tặng 79.000 thôi. 79.000
79.000 cho em nhá. 79.000 cho em 18 đến 35 cân cho em quá đẹp luôn. 18 cân đến 35 cân cho em 04 nha các chị nhá. 04 cho em 18 cân đến 35 cân cho em màu xanh với lại màu hồng cho em nhá. Xanh hồng có đẹp luôn. Có 79 như một cái thôi. Nhận về giá trị nó phải 108 đấy. Bích Thảo có, Phương Liễu có rồi, Na Honey có này, Ni Honey, Vi Hằng Hồng có này, Thùy Dung có 04. Ok, các chị cứ comment đúng cú pháp cho em 04 kèm cân nặng kèm số điện thoại là có đơn nha các chị yêu nhá. 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại là có đơn cho em. 04 có 79.000 một cái thôi ạ. 23 cân 73 tuổi mặc được chị ơi, mặc được nhá. Mặc được nha chị ơi, mặc được 06 08 09 nhá chị Trịnh Nguyên nhá. Mặc vừa vì bé những 23 cân mà. Rồi cái này đây là 04, nói chung là hơi dài một xíu. Rồi nha, cho chị nha, sốt mã 04 rồi. Ok, Huỳnh Thu Thuận này. Rồi chị nào lấy 04 thì comment 04 xanh với hồng. 18 cân đến 35 cân cho em 79.000 nha. 04 nha, comment đúng cú pháp cho em là 04 nha mọi người ơi, 04 cho em nhá. Cái này là 04 nha các bác nha. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này em cũng sale luôn này. Cái này sale rẻ luôn này. Mã tiếp theo lên cho em mã số. Ok, Thanh Liễu có 04 rồi, ok, Trang Trang 04 ok này. Huy GBA này có 07 này. Một cái này, 04 một hai cái này ok này. Chị Thanh Liễu lên số điện thoại đi ạ. Thanh Liễu lên số điện thoại đi chị ơi, Thanh Liễu lên số điện thoại, mã này là mã bao nhiêu em? Mã 11. Rồi lên tiếp cho em mã số 11 cho em này, đủ sai đúng không? Mã hàng tiếp theo lên cho em mã số 11 cho em cổ nơ trắng á, váy hoa vàng cho em cổ nơ trắng này. Cổ liền nhá. Mã hàng số 11 cho em full size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân cho em. Mã hàng số 11 cho em này. Cái hoa nhá mọi người, hoa cổ trắng rất là đẹp luôn. Cái này sale cho em 109.000 đồng cho em nhá. 109.000, Phương Lê có 04 nhá. 109.000 cho em 37 cân quay lại. Đồ thể thao 45 cân nhà em không có chị ạ, hết mất rồi. Hết bộ rồi, bây giờ chỉ còn váy thôi nhá. Cho em xem váy vàng với, váy vàng đây ạ, à, bên cạnh đó. Rồi đợi em xíu nhá, đợi em lên cái này xong rồi em lên váy vàng nhá. Mã này lên cho em là mã số 11 đúng không? Mã hàng số 11 cho em 109.000 cho em thô boy cao cấp nha mọi người nha. Cổ nơ trắng cho em có màu vàng với màu hồng. Cái này hôm nay là bán rẻ hơn hôm trước là mất mấy chục nghìn rồi ấy. Ở sau có dây thắt eo cho em này, 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 đồng cho em siêu đẹp luôn màu vàng. Và 11 em có màu hồng cho em này. Mã này đây là 11 nha. 11 cho em hồng, 11 cho em màu vàng này. 109.000 thôi ạ. 109.000. Size là 17 cân đến 37 cân cho em. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa váy này cho em nha các chị yêu nhá. 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em. 4 đến 10 tuổi có 109.000 thôi. Nguyễn Thơm có 04 rồi. Thi Võ có 11 này. Mai Quỳnh 11 này. Ngọc Bảo 11 này. 11. Cái này đây là 11 cho em nhá. Đẹp lắm. Cái này chất thô boy này. Zoom gần hoa cho em này. Hoa ở ngoài, ở trên line như thế nào thì ở ngoài nó y như vậy luôn. Y như vậy luôn. Các chị được kiểm tra trước khi thanh toán và cố gắng đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em nhá mọi người nhá. Xem cổ bèo kia đi chị, cổ bèo là cái nào đấy? Màu gì? Rồi mã này đây là 04 nhá mọi người. À 11 nhá, mã số 11 cho em 109.000 cho em nhá. Lưu ý là đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em với nha các chị yêu nhá. 109.000 đồng cho em này. Ni Honey có 11, Thi Võ có rồi. Thi Võ có 11 rồi. Ok, hai màu hồng và màu vàng cho em. 17 cân đến 37 cân cho em nhá. 37-38 cân quay lại. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi là mặc vừa cho em, đẹp lắm. Màu rất là nổi luôn. Rất là đẹp luôn. Ngốc ngách có 11, Hoa Nguyễn 11. Ok này. Ok, váy đấy còn ít lắm. Cái đấy lại rồi tí này em lên. Mã này đây là mã số 11 nha mọi người nhá. 11 cho em 109.000 thôi nhá. Mã số kèm cân nặng và kèm màu cho em. Võ Tuyền có 11 rồi, ok, hồng với vàng nhá. Chị nào thích nổi bật thì lấy màu vàng cho em này. Còn thích nhẹ nhàng thì lấy màu hồng cho em nhá. Lấy màu hồng cho em. Dáng này rất là đẹp, dáng búp bê nhá mọi người nhá. Dáng búp bê rất là xinh luôn. Size là từ 17 cân đến 40 cân cho em, 109.000 một cái thôi. 109.000 đồng cho em nhá. 109.000. Chấm bài thả tim thả like lên cho em nhá. Chia sẻ like để không bị ấn comment nha các tình yêu ơi. 11 cho em nhá. Mã hàng số 11 cho em. 109.000 đồng cho em nhá. Có đồ bộ nhá. Có đồ bộ nhưng mà ít lắm, nhà em không chuyên bộ mấy nên là rất là ít luôn đấy. Bộ thì có 2-3 mã bộ thôi, nó không có nhiều như váy. Váy thì vài chục mã váy nhưng mà bộ thì có tầm vài ba mã thôi ạ. Vì bây giờ cũng đang sang thu đông rồi nên là bộ nó không còn nhiều á. Nên cũng không lấy được hàng, với lại dịch không có xe chở về ấy. Chị Bích Thảo có 11 ok này.
4 tuổi mặc vừa nha chị Võ Tuyền nhá, 4 tuổi mặc vừa. Từ 17 cân 4 tuổi cho em đến tầm 10 tuổi nhá. 10 tuổi này 37 38 cân quay lại cho em. Mã hàng lên cho em là 109.000 đồng cho em nhá. 109.000, mã hàng số 11 cho em nhá. Mã hàng số 11 cho em này. Trang hồng có 11 tố ok này. 109.000 nhá. 109.000 đồng cho em. Vàng và màu hồng cho em nhá. Chị nào lấy 11 thì comment là 11 cho em nhá. 109.000. Tôi lên một bộ tiếp theo nhá. Lên một bộ tiếp theo nhá mọi người nhá. Đây, lên cho em bộ này. Cái bộ xe với bộ này hết chưa? Bộ này có sai gì đấy? Rồi còn mấy bộ này em sale luôn, mã số 12 cho em này. Còn size 17 cân đến 20 cân cho em này. 17 cân đến 20 hay 22 cân cho em bộ này là mã số 12, hàng dệt kim cho em nhá. Hàng dệt kim cao cấp cho em, còn mấy bộ nó sale 70.000 luôn nhá. Sale 70.000 luôn, hàng 220 đấy, bây giờ sale 70.000 luôn cho em cho hết luôn đi này. Cái này size 17 cân đến 22 cân quay về thôi ạ. Tầm 4 đến 5 tuổi là mặc vừa cho em bộ này nhá. Mã này lên cho em là 12 đi. 12 màu hồng này. Đây quần đùi nha mọi người ơi. Và 12 lên cho em màu đỏ này. 12 hồng, 12 đỏ cho em này, 70.000 một bộ nha. 70.000 một bộ cho em, mã này lên là 12 đi ạ. Chấm bài lên đi mọi người. Tự nhiên chậm thế. Chấm bài thả tim thả like lên cho em này nè. Mã này lên là 12 cho em nha. 12 70.000, 17 cân đến 17 cân đến 20 cân hay 22 cân nhá. 17 cân đến 22 cân cho em ạ. À, 6 caro lên rồi mà nhỉ. Sao cá rôm lên rồi nè. Rồi 12 nhá, bộ cho em nhá. Đấy, lên bộ có khách hỏi đâu mà. Lên bộ có khách hỏi đâu. Rồi lên cho em mã này này. Cái này là không mấy đây em. 06 ạ, mã này là 06 nha mọi người ơi. Cái này lên cho em mã số là 06 cho em này. Váy tim cổ nơ nhá. Váy tim cổ nơ, cổ liền luôn này. Chất liệu là thô boy. Mã này lên cho em là 06 này. À, full size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng cho em là 06 nha, 125.000 đồng cho em ạ. Chị nào có cái mã này rồi, đặt rồi thì là không cần comment lại cho em đâu nhá mọi người nhá. Nhớ là không cần comment lại đâu ạ. Mã này đây là 06 cho em màu vàng này. Và 06 lên cho em màu hồng này. Mặt sau có dây thắt eo nhá mọi người nhá. Mặt sau có dây thắt eo cho em này. Đấy, có dây thắt eo cho em, dáng baby doll cho em, tay bồng rất là xinh luôn. Thô boy cao cấp nha, hồng vàng cho em. Mã này đây là bị sao nhỉ? 06 nha. Tự nhiên bị sao mà chẳng thấy ai nói gì luôn. Mọi người chấm bài lên cho em đi. Chấm bài lên cho em đi nào. Chấm bài lên giúp em nha. Rồi lên con này cho em là 06 nha mọi người nhá. 06 cho em này. Sao em không xem được shop live nhỉ? Ố, chị nhắn tin được mà. Chị nhắn tin được mà. Mọi người ơi, 06 cho em, chị nào đặt rồi đừng có comment lại nữa nhá. Chị nào có rồi đừng comment lại cho em, cái này xinh lắm. Lên mẫu vàng, mẫu màu vàng mà cổ trắng đây, vàng cổ trắng đây. Đây là vàng nào nhỉ? Đây vàng cổ trắng đây mà. Rồi mã này đây là 06 cho em, 125.000 đồng cho em nhá. 125.000 ạ. Có mẫu 11 cân đấy, 11 cân có nhá. Phương Đoàn lên số điện thoại nào. Phương Đoàn lên số điện thoại cho em. Cái này xinh lắm, các chị mua hai cái hai màu cho con mặc đi. Vì là hai màu nó khác nhau hoàn toàn luôn. Phương Đoàn lên số điện thoại cho em nhá. Cái này lên là 06 cho em, có 125.000 thôi. Hàng 300 bây giờ sale 125.000, quá đẹp. Này đẹp lắm luôn á. Phải nói là đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Cái này hàng vừa mới về xong á, mà chưa có một shop nào có cái dạng cổ áo như thế này luôn. Cái này là cổ liền nha mọi người nhá. Cổ liền cho em này. Nên là quay giặt nãy giặt thoải mái cho em này. Đó, màu vàng với màu hồng cho em. Mã này lên là 06 nha mọi người ơi. 06 cho em Phú nè. Có này, Phương Đoàn lên số điện thoại đi chị. Phương Đoàn lên số điện thoại cho em đi. Không có 15kg tầm 4 tuổi trở lên là mặc được nhá. Rồi Kiều Tiên có 06 ok này. Hoa Nguyễn 06 này. 06 125.000 đồng cho em nhá. Rồi bộ em hết rồi các chị ơi. Em lên bộ người ta không mua nên em chán bộ lắm. Nói thật là có mấy mã bộ nhưng mà em ngại lên vì là khách không mua ấy. Bán váy được hơn đấy. Nên là cứ cuốn theo chiều gió là lên váy thôi. Rồi 06 cho em nhá mọi người nhá. Lên số điện thoại nhá. 06 này, 40 cân quay về thôi. Cái này 40 cân quay về thôi Trần Lan ơi. 17 cân đến 40.
40 cân cho em nhá. 17 đến 40 cân cho em 125.000 đồng cho em, quá đẹp luôn. Đấy, tự nhiên nó lại bị chậm mất một vài phút nhỉ. Trông nó cái kinh khủng nhỉ. Nó mà không ai nghe trông kinh thật á. Rồi 06 cho em nhá. Trang hồng có rồi, ok này. Em chuyên váy nha chị ơi. Ngọc Trân có 06 rồi. 06 125.000 nha mọi người ơi. 125.000 đồng cho em nhá. 125.000 nhá. Hồng vàng cho em 17 cân đến 40 cân cho em 125.000, đẹp quá đẹp luôn. Cái này không phải giới thiệu nhiều em nữa, thật bán quá chạy luôn, bán 2 ngày mấy trăm váy liền. 2 ngày bán gần 500 váy. Phượng Nguyễn có 06, Giang Anh có, lên số điện thoại đi. Giang Anh lên số điện thoại cho em là váy 10 cân nhà em hết rồi chị. Rồi lên cho em váy yếm này, váy yếm là còn size gì em? 20 cân đến mấy? Váy yếm này, rồi lên váy yếm cho em này. Rồi lên cho em váy yếm 20 cân đến 40 cân cho em, váy yếm cao cấp này, chất đuổi cho em nhá. Váy yếm tặng luôn 79.000 luôn, hết luôn này. Lên cho em mã váy yếm, cái này không phải hàng nguyên gì đúng không? Lẻ size này, cái này lẻ size sale luôn cho em 79.000 cho em, mã này lên là 13 đúng không? Chị Giang Anh comment bình thường thôi, đừng trả lời comment nào. Comment bình thường thì mới có số điện thoại. Em có thấy số không? Đọc này. Rồi nha, Lâm Nguyễn có 06. Cái gì 79? 70.000. Rồi nha, áo đỏ ý mặc vừa đâu nha, hồng em là sao? Rồi lên váy yếm cho em size là mã số là 12 à? Mã số 13. Rồi mã số 13 cho em váy yếm này 79.000 một cái nha mọi người nhá. 79.000 nhưng mà không lượng màu, bây giờ hết màu rồi nhá. 20 cân đến 40 cân không lượng màu mọi người ơi, 79.000 cho em nhá. Hàng 200 là sale 79.000 luôn cho em, kèm duy băng cho em nhá mọi người nhá, kèm duy băng. Kèm duy băng. Rồi Giang Anh có này, ok váy yếm là 13 nhá. Khánh Huyền có 16, à có 06. Rồi chị vừa comment lại rồi đấy. Rồi Nguyễn Huệ có 06 rồi, ok các chị comment đúng mã số nha mọi người nhá. Rồi cái này lên là 13 cho em này. Mã số 13 cho em 79.000 một cái thôi nhá. 79 màu nạm đẹp, cam hồng xanh cho em màu nạm rất là xinh luôn ạ. 20 cân này, 20 cân từ 4 đến 5 tuổi trở lên nhá. Cho đến 40 cân cho em. Mã hàng là 13, 79.000. Ship toàn quốc là 30.000. Bích Hạ lên số điện thoại nào. Bích Hạ lên số điện thoại nào. Ship toàn quốc là 30.000 cho em nhá. Mai Quỳnh có váy yếm là 13, ok này. 13 nhá mọi người ơi, cái này là 13 cho em nhá mọi người nhá. Ngốc ấy có 13, ok này. Mã hàng 13 cho em với giá là 79.000 một cái. Trời ơi, có 79.000. 20 cân đến 40 cân cho em không lượng màu mọi người ơi, lưu ý là không lượng màu cho em rồi nhá. Cẩm Thủy có này, Ngọc Trân có 13, ok này. Váy yếm cho ngốc ngách, ok này. 79.000 một cái thôi ạ. 79.000 đồng cho em full size là từ 20 cân đến 40 cân mà có 20 cái thôi, không có nhiều. 20 cái thôi nhá. Có 20 cái thôi. Chị nào lấy 13 thì comment là 13 kèm cân nặng cho em 79.000 nhá. 79.000 đồng cho em. 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 cho em ạ. 13 nhá. Bích Hạ có 13 3 cái này. Ok, Thu Phí có 13, ok là hồng em có 12 màu hồng này. 12 là cái gì ấy? 12 rồi, ok này. Cái này là 13 nhá mọi người nhá. Nhớ là mã này là 13 và nhớ đi đơn 2 3 sản phẩm trở lên cho em nhá. Một cái là nhà em không gọi chốt đâu nhá mọi người ơi. Ví dụ như một cái này 79.000 là không gọi đâu này. Nên các chị cố gắng đi đơn lấy 2 sản phẩm cho em nhá. Mã hàng số 13 cho em nhá. Mã số 13 cho em 79.000 thôi ạ. 79.000 cho em nhá. 20 cân đến 40 cân. Nhà em chuyên bé gái thôi, không có bé trai để tấn phát thôi. Không có bé trai rồi. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Váy sọc là 107 đúng không? 07. Rồi váy sọc cho em là 07 nhá. Đây váy sọc này là 07 này. Bích Hạ rồi, ok nhầm mã 13 nhé. Số hồng em là lấy 13 chứ không phải 12 đâu nhá. Các chị comment mã cho đúng nha. Comment hồng em là lấy 13. Các chị comment mã cho đúng đấy, không có là sai mã hàng đấy nhá. Rồi lên cho em váy sọc này. Sai mã hàng là đi sai nhầm hàng đấy. Rồi mã này lên cho em mã số là 07 cho em này. Váy sọc này 07 cho em ạ. Mã váy sọc. Con này có size là 17 cân đến 38 cân cho em. Mã hàng này lên cho em là 07 váy sọc cho em nhá. 89.000 cho em váy sọc 07 ạ. Chị nào có cái này rồi đừng có đặt lại nữa nhá. 07 cho em này. Khánh Huyền có 06 rồi, ok. Mọi người nhớ đi đơn 2 sản phẩm trở lên nhá. Váy yếm cho Thanh Thoan Nguyễn rồi, ok này. Lanh Nguyễn có 13 rồi. Bích Hạ có rồi 3 cái rồi. Rồi mã này sọc lên cho em 07 sọc cổ nơ ạ. Chất liệu của nó là thô đuổi cho em, rất là mềm luôn này. Cái này không bao giờ bị nhăn luôn nhá mọi người nhá. Siêu mềm thấm hút mồ hôi cho em. Size cho bé là từ, cái này có size là từ 17 cân đến 38 cân cho em. Mã hàng cho em là 07 cho em với giá là 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 07 cho em màu xanh này. 07
cho em sọc hồng này, sọc hồng cho em này, 07 sọc hồng này, và 07 lên cho em sọc nâu này, 07 Nguyễn Giáp lên số điện thoại nào, Nguyễn Du lên số điện thoại nào, ngóc ngách có 07 này, ship cái gì thị trấn Nưa, thị trấn Nưa thì ra nhà em mà lấy, thị trấn Nưa nhà em thì ra mà lấy chị, ra số nhà em mà lấy. Rồi cái này lên cho em là 07 cho em nhá. Trời, thị trấn Nưa thì qua đây mà lấy trực chọn không sướng hơn là ship à. Rồi 07 cho em nhá, sọc xanh, sọc hồng và sọc nâu cho em nhá. 89 thì một cái 17 đến 38 cân ạ. 17 cân 4 tuổi cho em, đến 38 cân nhá. Bình Thuận có ship nhá. Bình Thuận thì chỉ có thành phố La Di, thị xã La Di là không ship thôi nhá. Bình Thuận ở thị xã La Di là không ship. Trần Hậu có rồi. Mã này lên là mã số 07 nhá mọi người nhá. Comment đúng mã số nhá. Comment đúng mã số giúp em. 07 cho em xanh này. 07 đỏ này, 89.000 17 cân đến 38 cân cho em, 89.000 07 cho em nhá. Comment đúng mã số nhá mọi người ơi. Này có cái của hai mẫu 09 10 rồi đó, số Nguyễn giúp này. À rồi ok chị này. Em thấy tưởng là không có số. Ok nhá. Rồi Phương em, bộ em đang mặc trên à, bộ em đăng trên tường. À bộ trên tường chưa về đâu chị ơi. Bộ trên tường hiện tại là nó có hàng rồi, nhưng mà chưa có xe đưa hàng về đây ấy. Chưa có xe để chuyển hàng về này. Cái khâu vận chuyển bây giờ đang bị hạn chế rất nhiều, là vì dịch nó rất là nhiều ấy. Chỗ nào dịch nên là không có hàng. Rồi ok này, Trang Trần có 07 ok này. Nắng cuối trời có 07 ok này. Nâu này, 07 cho em màu đỏ này. Có đầm săn nách nha. Tây Ninh không ship chị ạ. Tây Ninh Tân Biên. Tây Ninh thì ở Tân Biên là không ship nha. Nhà em không có Shopee. Nhà em chỉ bán live trực tiếp thôi. Rồi 07 nha mọi người ơi. 17 cân từ 4 tuổi cho đến 38 cân này, 10 tuổi quay lại cho em nhá. 79.000 à 89.000, 89.000 nha. 89.000 đồng cho em nha các bác nha. 89.000 chất đẹp lắm, 89.000 cho em nhá. 89.000 cho em này. Nhớ là chị nào đã đặt rồi thì không cần comment lại đâu nhá. Phú Nè có rồi không ạ? Phú Nè có rồi nhá. Phú Nè có rồi chị yêu ơi, có rồi nhá. 08 cho em đi. Các chị comment một lần thôi. Thôi bán này lên. Này này, cái này là con size gì nhá? Size lớn. Rồi lên cho em một váy này, cái này đẹp lắm nhưng mà hết mất size. Rồi lên cho em con này size 30 35 cân. Mã hàng tiếp theo lên cho em mã số 14 này. Mã hàng số 14 cho em này. Cái này xinh lắm nhưng mà hết mất này. 30 35 cân cho em 109.000 đồng nhá. 109.000. Mã này lên cho em là 14 nha mọi người nhá. Hoa nhí cho em này. Hoa nhí này, cổ bèo trắng ạ. Ở sau có dây thắt eo cho em. Size 30 đến 35 cân cho em nhá. 30 đến 35 cân. Phương lên số điện thoại đi, chị đặt khi nào đi ạ? Chị Nguyễn Lợi lên số điện thoại đi ạ. Phương lên số điện thoại thì đặt khi nào đấy? Thành phố Tây Ninh. Thành phố Tây Ninh có giao nhá chị Thanh Bình nhá. Cái này 17 cân. Xem mẫu sau lưng là màu gì đó, xem mẫu sau lưng màu gì đó. Rồi cái này lên cho em mã số 14 cho em này. 14 cho em nha các bác ơi, mã số 14 cho em size là 30 đến 35 cân cho em nhá. 30 đến 35 cân cho em này. 27 đến 35 cân. 27 cân đến 35 cân cho em này. 109.000 có bộ, bây giờ lên bộ nhá. 109.000 cho em, mã này là 14 ạ, chắc là thô boy cho em nhá. 109.000 cho em, ở sau kéo khóa xịn sò rất là đẹp. Hàng 125.000 bây giờ sáng 109.000 thôi. Còn có mấy cái ạ? Màu cam nhá, còn có mấy cái thôi. Còn có mấy cái sale luôn, 109.000 nha. Mã này lên là mã số 14 đi. Mã cổ yếm là cái nào đó? Cổ yếm là cái nào? Còn gì có cổ yếm nhở? 14 nha mọi người ơi, cái này là lên là 14 cho em nhá. Có váy nào size 14 cân không em? Có chứ ơi, có bây giờ em lên cho nhá. Rồi này Bích Thảo có 14, Thanh Bình 14 ok này. Hoa nhí nơ trắng sau lưng, hoa nhí nơ trắng sau lưng. Hoa nhí mà nơ trắng sau lưng là màu này á hả chị? Ngay trước mặt luôn á. Ở đây đúng không? Rồi mã này đây là 14, An Giang có ship nha. An Giang có ship nha. Chị Nguyễn Tuyền Nguyễn lấy chị cái đầm sau 17 đi, là mã nào lên số điện thoại chị? Tuyền Nguyễn Tuyền lên mã hàng kèm số điện thoại cho em là chị Tuyền Nguyễn Tuyền nhá. Lên mã hàng kèm số điện thoại. Cái này size là từ 27 cân đến 35 cân cho em nhá. 27 đến 35 cân, còn mấy cái thôi sale luôn cho em 109.000 nhá. 109.000 cho em nhá. Cái này ta phải làm thêm. Đúng không? 109.000. Váy này ở sau này hả? Váy này đúng không? Hay là váy nào? Đọc mã này cho chị xem nào. Cái này em lên rồi mã số 11 mà, đúng không? Cái này em lên rồi mà mã số này là 11 nhá. Cái hoa nâu trắng này là mã số 11 cho em.
số 11 size 17 cân đến 37 cân 11 cho em 109.000 luôn này. Này mã số lên 15, mã sắm 15 cân. Chị lên số điện thoại đi ạ. À? Đợi xíu lên 15 cân. Cái này lên là 11 cho em nhá. Mã số 11 hồng với vàng cho em ạ. Cái này em vừa lên xong mà. Mã số 11 size cho bé là từ 17 cân này, 4 tuổi trở lên đến tầm khoảng 37 cân 10 tuổi quay lại cho em. Mã hàng số 11 cho em 109.000 đồng nha. 11 109.000 cho em nhá. 109.000 cho em cái ngoài á số. Cái ngoài màu gì? Comment màu đi, khổ lắm đi, thôi lên màu đi. Lên màu cho em đi, mã số 11 nha các chị nhá. 109.000 thôi. 109.000 cho em nhá. Màu hồng với màu vàng cho em 109.000. Mã hàng này là 11 Trần Nhung có này. Có sỉ nha chị Khánh Thơm nhá. Nhà em có sỉ nha. Sỉ có thể đặt trên like luôn cho em và cọc trước 500.000 em mới đi đơn nhá. Sỉ đi đơn ít nhất là từ 2 triệu trở lên. Rồi mã này lên là 11 cho em nha các bạn nha. 11 109.000 một cái thôi, hàng cao cấp nha. 109.000 cho em. Rồi mã tiếp theo này. À cái máy này em sale này. Cái nào nhà mà các chị nói em không biết cái nào luôn á. Lên cho em mã tiếp theo này. Mã tiếp theo này. Khánh Thơm rồi, ok này. Em inbox nha. Chị Khánh Thơm là sĩ hả? Rồi ok này. Rồi mã này lên cho em mã số là 15 à. Mã tiếp theo lên cho em mã hàng số 15 váy Walter nhá. Váy Walter cho em mã hàng số 15 này. Size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân này em. 15 cân đến 3. 15 cân đến 30 cân cho em, 8 tuổi quay lại cho em nhá. 3 đến 8 tuổi mặc vừa cho em. Mã này lên cho em là 15 cho em với giá là cái này là hàng nguyên zin đúng không? 85.000 cho em nhá. 85.000 cho em. 85.000 đồng cho em nhá. Hoa cam này. 15 em có hoa trắng này, Walter nhá mọi người nhá. Nhúng được rất là xinh luôn và màu vàng cho em này. Màu vàng. 15 cân từ 3 tuổi cho em đến tầm 30 cân 8 tuổi quay về cho em ạ. 85.000 một cái nhá mọi người nhá. Ở bên trong có lớp lót thấm hút mồ hôi cho em này. Mã này lên là 15 cho em, có rút ngực. Cái này có rút ngực tay bồng cho em ạ. Rất là xinh. Từ 15 cân 3 tuổi cho em đến 30 cân nhá. 30 cân 8 tuổi lại quay lại. Mã này lên cho em là mã số 15, 85.000 thôi ạ. Walter nhá mọi người, siêu mềm. Dáng baby doll búp bê cho em này. Màu vàng này. Mã số 15 màu vàng này. Trang trang có 13 rồi ok này. 15 lên cho em màu trắng này. Màu hoa trắng cho em này 85.000. Mọi người chấm bài chia sẻ like lên cho em với. 15 lên cho em màu cam này. 15 lên cho em màu cam này. 08 là cái gì đấy? 08 còn nha chị Tâm Mai nhá. 08 còn nhá. Tâm Mai lên, Tâm Mai có rồi mà. 08 ạ. Rồi nha, mã này lên cho em là 08 đi. Ok, 15 nha, mã này lên cho em là 15 nhá mọi người nhá. Mã số 15 cho em nhá. Cái hoa nhí màu vàng à, cái này á hả? Rồi ok, đợi xíu lên cái này xong em lên cái đấy nhá. Rồi cái này lên là 15 cho em này. Mã số là 15 các chị ơi, mã số 15 cho em nhá. Mã số 15 cho em ạ. Cái này là 15 nhá, không phải 14 nha mọi người. Comment đúng mã số cho em nhá. 14 cho chị Bích Nguyên, Nguyễn Bình này. Nguyễn Bình, Bình Nguyễn này. 14, còn cái này là 15 cho em ạ. 15 cho em màu cam này, 85.000 một cái thôi. 15 lên cho em màu trắng này, còn lẽ sai vài cái nên sale 85.000, 15 đến 30 cân cho em nhá. 15 lên cho em màu vàng này, 15 đến 30 cân cho em 85.000 một cái thôi ạ. 85.000 đồng cho em, mã hàng là 15 nhá. Có 85.000 một cái, Walter cho em rất là mềm. Siêu mềm cho em nhá. Tâm Mai thêm một cái 08 ok. Rồi ok, Kiều Tiên có 15 ok, Hoa Nguyễn có 15 ok này. Trắng cam vàng cho em nhá mọi người nhá. Mã số 15 cho em kèm cân nặng và kèm xuống thoại nha. 15, 85.000 một cái thôi. Từ 3 tuổi đến 8 tuổi là mặc được nha mọi người nhá. 3 đến 8 tuổi là mặc được cho em xinh á. Cái này xinh chưa? 15 cân đến 35, 30 cân. 30 cân 8 tuổi quay lại, 3 đến 8 tuổi cho em nhá. Xuyên Võ có 15 ok này. Dương Thùy là 14 này. Có 38 cân. Cái này không có 38 cân. Cái này không có 38 cân. Minh Chiến Nguyễn còn 17 cân, 08 á, 08 hết 17 cân rồi. Còn một hai cái lúc nãy chị đặt rồi á chị. Minh Chiến Nguyễn lúc nãy đặt rồi thì chắc là có rồi đấy. 85.000 cho em mã này nhá. Mã 15 85.000 thôi. 15 85.000 cho em nhá. Dương Thủy 14 này,
hoa cam và hoa vàng nha mọi người nhá. Đây là hoa cam này, hoa vàng cho em này 85.000 cho em, hoa trắng cho em này 85.000 đồng cho em nhá. Váy 13 cân nè, có váy 13 cân nhá, có váy 13 cân còn đúng không? Thôi lên cho em là 15 nhá. Có váy nào màu tím không em? Không có chị ạ, không có nhá. Nga đào có 15, ok, 85.000 cho em nhá. 6 cân không có, váy 6 cân không có rồi. Đầm đơn giản mặc ở nhà hả? Có nha chị, có đấy. Rồi chị nào lấy thì comment là 15 nhá, 15 đến 30 cân cho em 85.000 nha mọi người nhá. 15 đến 30 cân cho em 85.000 đồng cho em. Mã hàng là 15 nhá. 15 giúp em. Mã số là 15 giúp em nhá. Rồi lên cho em một con hoa nhí này. Đây hoa nhí này hả? Mã tiếp theo này. Mã tiếp theo cho em này. Nguyễn Hạnh có 15, ok này. Rồi váy 15 cân à? Váy 15 cân để sale cái này luôn này. Cái này lúc đấy hết chưa? Cái này chắc lúc đấy hết rồi đúng không? Rồi lên cho em con váy này. Mã tiếp theo lên cho em này. Mã số 16 này, váy yếm nhá. Mã số 16 size 10 cân đến 15 cân à? 10 đến 15 cân cho em, cái này em sale các chị luôn này, 50.000 cho em nhá. 10 đến 15 cân 50.000 cho em, váy yếm kèm tua ban nhá. Cái này con gái nhà em mặc xinh lắm. Mã này đây là 16 đi. Đồ bé trai nhà em không có rồi. Nguyễn Hạnh này có 15 rồi, ok. Mã này lên cho em là 16 nhá. Mã số 16 cho em này, 50.000 thôi ạ. À. Cái này còn mấy cái sale 50.000 cho em nhá. Váy yếm cho bé say nhí nhá. Cái này 10 cân đến tầm 15 cân 1 đến 3 tuổi cho em. 10 đến 15 cân 1 đến 3 tuổi nhá. Cái này con gái nhà em mặc xinh lắm. Em lấy cho mấy cái mặc liền á. 16 nhá, chất rất là mát luôn. 16 váy yếm kèm tua ban cho em 50.000 thôi. Tình Nguyễn 15 rồi, ok. Nguyễn Hạnh 15 rồi, có rồi. Cái này lên là 16 nha mọi người nhá. 16 cho em 50.000 nha. 10 đến 15 cân 50.000 cho em 16 này. Mã hàng cho em là 16 nhá. Em lấy thêm mã 04 trang trang rồi, ok này. 16 50.000 cho em nhá. 16 50.000 cho em nhá. Tôi qua mã này. Cái này còn không? Cái này lên cho em mã số 17 này. Rồi mã này lên cho em mã số 17 này. Size nhí thì em lên nhanh nhá mọi người nhá. Rồi mã này lên cho em 17 này. Size cũng từ 10 cân đến 15 cân 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em này. Mã này lên là 17 cho em cũng 50.000 luôn này. Rồi 10 đến 15 cân 2 tuổi quay về cho em 17 50.000 cho em cánh tiên hoa nhí nhá. Chất thô boy. Mã này lên là 17, các chị lên cân nặng nhá. 17 cho em. Cái này lên là 17 cho em cũng 50.000 luôn nhá. 17, 10 đến 15 cân 50.000 luôn cho em này. Còn có mấy cái 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em nhá. 1 đến 3 tuổi 17, 50.000 vàng hồng nhá. 17. Cái này là 17, 50.000 cho em. 17, 50.000 cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này hả? Cái này là 08 hả mọi người? Đây, cái này là 08 nhá mọi người ơi. À không mấy em nhỉ? 06. Đây cái này là 06 này. Đây cái này lên cho em là 06 nha mọi người nhá. Cái này lên cho em là 06 này. Size là 17 cân đến 40 cân cho em. Cái này đây là 06 nha mọi người nhá. 06 125.000 hàng cao cấp cho em 06 này. Comment đúng mã số cho em kèm số điện thoại nhá. Phải có số điện thoại mới đi đơn được. Và đi đơn ít nhất là từ 2 sản phẩm trở lên cho em nhá. 2 sản phẩm trở lên giúp em. Rồi cái này lên là 06 nha mọi người ơi. Cái này lên cho em là 06 này. Màu vàng của nơ liền nhá. Này hàng cao cấp rất đẹp và size này cũng là size đại cho em. 17 cân 4 tuổi cho em đến tầm 40 cân 10 tuổi quay lại. Mã này lên là 06 125.000 đồng cho em nhá. Giá búp bê rất là đẹp luôn. 125.000 đồng cho em 06 này. Đồ bé trai thì em không có, nhà em chuyên bé gái thôi. Màu vàng với màu hồng cho em. Mã này lên là 06 đi mọi người ơi. Chị nào đặt rồi không phải comment lại đâu nhá. Tự nhiên lên cao hết. 06 125.000 đồng cho em nhá. Váy đỏ dây sau lưng em, váy đỏ mà dây sau lưng em. Váy đỏ dây á, váy sọc đúng không? Váy sọc đúng không? Váy sọc đúng không? Rồi ok, mã này lên là 06 nhá, 13 cân có rồi, để xíu lên luôn. Mã này lên là 06 cho em nhá, 125.000 đồng cho em nhá. 125.000 đồng cho em màu vàng với lại màu hồng cho em 06 này. Đầm màu vàng phía sau à, lên đầm màu vàng phía sau, màu vàng vàng trơn đấy hả? Vàng trơn á hả? 06 cho em nhá, shop ở Thanh Hóa nha các chị ơi, shop em ở Thanh Hóa nhá. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em 125.000, con này lên là mã 06 cho em. Vui lòng đi đơn hai sản phẩm nha mọi người nhá. Chất thô boy quá đẹp, cái này là hàng cao cấp nha mọi người ơi, size đại hàng cao cấp cho em. 06 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em này, 17 cân đến 40 cân cho em 06 nhá. 17 cân đến 40 cân này, 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em 06 125.000.
125.000 cho em màu hồng với lại màu vàng nhá. Hai màu rất là đẹp, hồng vàng 06 nha mọi người ơi. Cái này lên là 06 cho em đi. 06 125.000 đồng cho em nhá. 125.000 cho em 06 nhá. Đúng rồi, vàng trơn, vàng trơn, ok. Rồi 06 nha mọi người nhá. Chị nào lấy 06 là thì comment 06 cho em nhá. À, váy vàng ấy có cái ba cái nút trước ngực. Váy vàng à đây đây gì? Rồi ok. Rồi 06 cho Hoa Hướng Dương lên số điện thoại cho em nào. Rồi ok, Hoa Hướng Dương có rồi, Thanh Huyền có 17 rồi ok. À đây đây là 06 nha các bác ha. 125.000 cho em nhá. 125.000 cho em. Váy vàng này hả? Rồi lên cho em váy vàng này. Rồi lên cho em váy vàng này. Comment mã hàng kèm số điện thoại và kèm màu cho em nhá. Kèm cân nặng đi, các chị phải lên số điện thoại. Thương Trung Thương Mát có 06 rồi, Ngọc Thùy có 06, Hoài Mỹ 06 rồi, ok. 06 125.000 cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em váy cao cấp tiếp này. Size 30 cân đến 45 cân cho em, mã này lên là 16 á. Mã hàng số 18 cho em cổ gen nhá. Mã hàng số 16 cho em cổ gen này. 18. À 18 này. Mã số 18 cho em cổ gen này. Long An chưa giao được chị ạ. Nguyễn Giúp có rồi, Nguyễn Giúp này có rồi. Mã số 18 cho em 115.000 đồng cho em nhá. 115.000 chất đuối gân cho em, hàng cao cấp. Mã số 18 cho em 30 cân đến 45 Thư cân cho em. Thư Kim lên số điện thoại đi ạ. Thư Kim lên số điện thoại nào. Thư Kim lên số điện thoại nhá. Ngọc Thùy có 06 là ok này. Thư Kim lên số điện thoại cho em. Rồi mã này lên là mã số 18 nha. Mã hàng số 18 cho em màu sọc này, màu vàng này. 18 lên cho em màu hồng này. Cần Thơ à? Cần Thơ, Cần Thơ đúng không? CT là Cần Thơ. Cần Thơ là ở Bình Thủy này, Thốt Nốt này, Cầu Đỏ, Cái Răng, Phú Thứ, Tân Phú là không giao ở Cần Thơ nhá, nghe rõ nhá. Rồi 18 cho em này, cổ đẹp lắm. 18 115.000 một cái thôi ạ. Lanh Nguyễn có, Vinh Thủy có này, màu vàng này, màu hồng cho em 18 này, 30 cân đến 45 cân cho em nhá. 30 cân đến 45 cân lên cân nặng cho em đi. Và màu trắng cho em này, mã hàng là 18 115.000 cho em nhá. Trà Vinh có ship nhá. Trà Vinh cầu kè là không ship nhá. Trà Vinh cầu kè không ship. Rồi 18 cho em nhá. 30 cân, 30 cân thì ít nhá là phải từ 7 tuổi trở lên. 30 cân 6 7 tuổi trở lên, từ 30 cân trở lên là được nha mọi người nhá. 6 7 tuổi cho đến. Võ Nguyệt lên số điện thoại đi ạ. Võ Nguyệt lên số điện thoại nào. Võ Nguyệt lên số điện thoại nào. Các chị lên số điện thoại đi mới có đơn nhá. Không không có số điện thoại không có đơn đâu. Mã này lên là 18 này. Quen Lê Kim. Quen Lê Kim vui lòng mà nghe máy rồi. Quen Lê Kim đặt hàng mà không nghe máy này, chị Quen Lê Kim phải nghe máy nha giúp em nhá. 18 115.000 cho em màu vàng, màu hồng và màu trắng cho em này. 30 cân đến 45 cân cho em, ít nhất là từ 30 cân nhá. Nói chung là từ 6 tuổi 30 cân trở lên là mặc được cho em. 6 tuổi 30 cân cho đến 45 cân thì tầm tầm 12 13 tuổi quay lại cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên là 18 đi ạ. Mã hàng số 18 115.000 cho em nhá. 115.000 20 ký có máy khác nhá. 20 ký có máy khác. Rồi mã này lên cho em mã tiếp theo này. Váy sọc này, váy sọc nhá. Váy sọc cho em này. Váy sọc là mã bao nhiêu em? Váy sọc 08. Khánh Hòa thành phố Nha Trang không ship nhá. Khánh Hòa là thành phố Nha Trang không ship nhá chị. Không mấy em nhá. Rồi lên cho em mã sọc là 07 cho em này. Lên cho em mã sọc 07 cho em sọc nơ nhá. Phú Yên có ship nhá. 07 cho em, con này có size cho bé là từ 17 cân đến 37 38 cân cho em. Mã hàng 07 cho em này, 89.000 cho em nhá. 07 89.000 cho em này. Mã số này lên cho em là 07 89.000 cho em nhá. Hoodia có không có 18 ok, 5 tuổi có mà. Cần Thơ, Bình Thủy, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Cái Răng, Phú Thứ, Tân Phú là không ship, nghe em đọc nha. Chị Thắm Ngọc hỏi từ nãy giờ là gì? Sọc có mình sọc này thôi, sọc có mình sọc này thôi nhá. Bungri chưa về, Thu Thủy có 18 rồi, Thanh Bình có 18 rồi, ok. Ngọc Thủy có 06 rồi, ok. Cái này lên là 07 cho em nhá mọi người nhá. Sọc xanh này, 07 cho em sọc đỏ này, 07 cho em sọc nâu này. Mã 07 cho em 17 cân đến 38 cân cho em 0789.000 nhá. 0789.000. Đồng Tháp thành phố Sa Đéc là không ship nha. Váy 2 dây 26 cân có. Khánh Hòa Nha Trang không ship. Thành phố Nha Trang không ship, Khánh Hòa không ship. Kim Dung Võ. Kim Dung Võ như khách quen sao ấy. Mã này lên là 07 cho em nhá.
Chị mắc chứ giờ gọi sao không bắt máy à? Nhân viên nhé, em vừa về ăn cơm rồi. Nhân viên vừa về ăn cơm rồi nhá. Tí là gọi lại nhá chị ơi. Rồi này, mã này đây là 07 cho em nhá. 89.000 một cái thôi ạ. 89.000 cho em sọc nâu này. 07 lên cho em sọc hồng này. Và 07 lên cho em sọc xanh này. 17 cân đến 38 cân cho em 07 nhá. À, Lương Hạnh có 07, Luyến Nguyễn có 18 rồi, ok nhá. Có đồ bộ nha. Hậu Giang có ship nhá. Hậu Giang có ship nha. Hậu Giang có ship. Thành phố Huế có ship. Thành phố Huế có ship nha. Kim Dung Võ ơi, bây giờ Nha Trang Khánh Hòa không ship được đâu, thành phố Nha Trang không ship được đâu. Rồi cái này lên cho em là 07 cho em 189.000 đồng thôi nhá mọi người ơi. 0789.000 đồng cho em thôi nhá. Cái gì mà ngớ thế. 0789.000 đồng cho em màu xanh này. 17 cân đến 38 cân nhá, váy sọc. Xanh này, xanh đẹp lắm, màu xanh rất là đẹp. Bắc Ninh có ship ạ. 89.000 đồng cho em nhá. Bắc Ninh có ship màu xanh, màu hồng này, sọc hồng cho em này, hồng đỏ cho em này. Và sọc nâu cho em nhá, sọc nâu cho em này. Có 89.000 một cái thôi nhá. 89.000 cho em nhá. 13 cân giờ lên. Rồi 89.000 07 cho em nhá mọi người, chị nào lấy. Rồi chị nào lấy 07 thì comment là 07 nhá. 17 cân đến 37, 38 cân, 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em 07, 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng, mã hàng là 07 giúp em nhá. Thắm Nguyễn 07 rồi ok, Thúy Nguyễn 07 rồi ok, Phương Hải ship có ship, có ship nha. Phương Hải có ship nha, 07 nhá. 89.000 rồi lên size nhí này. Đây còn mấy cái size nhí lên xem luôn, 50.000 luôn hết luôn này. Rồi cái này lên cho em mã số 19 này. Kim Chi lên số điện thoại đi chị. Kim Chi lên số điện thoại nào. 17 cân 3 tuổi, dài lắm chị. Dài lắm. Kim Chi lên số điện thoại nào. Thanh Bình có 07, Quảng Bình có ship nha chị ơi. Quảng Bình có ship nha. Thanh Bình này, Kim Chi lên số điện thoại đi. Bà Rịa Vũng Tàu thì ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu này, thị xã Phú Mỹ này, Côn Đảo này, Long Hải, Long Điền là không ship ở Bà Rịa Vũng Tàu nhá. Kim Chi lên số điện thoại cho em. Rồi mã số 19 cho em, size 10 cân đến 15 cân, 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em 50.000 luôn hết luôn này. Thư Kim lúc nãy lên số điện thoại đi. Thư Kim lên số điện thoại nào. Thư Kim á. Thư Kim lên số điện thoại nào. Sao đơn chưa về à, để em báo cái điện nha chị Mi Dâm nhá, dịch nên đơn đi hơi chậm. Quảng Nam ship nha mọi người ơi. Cái này lên là bao nhiêu nhỉ? Mã số 19 nhá, mã số 19 cho em này, 50.000 cho em 10 đến 10 bạn 15 cân 3 tuổi cho em. Lên nhanh này, 50.000 cho em, size nhí thì lên nhanh thôi nhá. Size nhí em lên nhanh, 50.000. Chị Thuận Thảo lấy mã nào ạ? Các chị comment mã hàng đi nào, lấy 51111. Comment mã hàng đi em. Chị Mai Trần là lấy mã 87 nhá, chứ mã nhí này. Các chị comment mã hàng đi, không có mã hàng em không chốt đơn đâu nhá. Mã hàng kèm số điện thoại nào. Mai Trần lấy mã bao nhiêu? Comment mã hàng cho em, shop ở Thanh Hóa nhá. Comment mã hàng cho em nào. Váy sọt. Váy ở sau, váy 2 giây đấy, 2 giây đấy hết chưa nhỉ? Rồi Phùng Thúy có 19 ok này. Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu ship em có đặt mấy cái ra tỉnh không ship được rồi đấy. Nên mọi người phải nghe nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 19 á. Mã số 20 váy hoa nhí cho em này, còn mấy cái size 13 cân đến 16 cân cho em này. 2 đến 4 tuổi mặc vừa nhá. Mã số 20 ạ, 2 đến 4 tuổi mặc vừa. 13 cân đến 16 cân cho em, tặng luôn 50.000 cho em nhá. Tặng luôn 50.000 cho em này. 50.000. Váy 32 cân. Các chị phải lên mã số cho em nhé, em có đặt mã số mà mọi người ơi, không có mã số làm sao mà lấy hàng được. Lấy nhầm hàng làm sao? Lên mã số cho em đi. Váy vàng ở sau là 06 125.000 nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 20 50.000 cho em này. 13 đến 16 cân, 2 đến 4 tuổi mặc vừa cho em. 2 đến 4 tuổi nhưng mà không lựa màu nhá. Cái này không lựa màu, 50.000 còn mấy cái nữa. 50.000. Mã số lên là 20 nhá, 20 cho em. 20 nha các chị nhá. 20 50.000 một cái thôi ạ, còn có 20 cái tặng 50.000 luôn cho các chị luôn này. Nhớ đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên cho em. 13 cân đến 16 cân, 2 đến 4 tuổi mặc vừa nha. Lưu ý là chỉ có 2 đến 4 tuổi là mặc vừa cho em cái này thôi. Lớn hơn là không mặc được đâu nhá. Ship toàn quốc là 30.000 và kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người nhá. Sao không gọi cho đơn Trang Thái nha em, cái nào gọi hết các chị, quan trọng là các chị có nghe máy hay không thôi. Và cho số có đúng hay không thôi, nên mọi người lên số điện thoại là nhìn số cho đúng giúp em nhá mọi người nhá. Rồi nhá, mã này lên là 20 50.000 thôi nhá. Mã số 20 16 cân 4 tuổi quay lại cho em nhá. 50.000 cho em nhá. Váy sọc là 07 nhá. Váy sọc là 07 nha chị Linh Huynh nhá. Váy sọc là mã 07 cho
13 cân đến 16 cân 24 của cho em 50.000 nhá. 50.000 cho em. Rồi, tặng cái bộ này luôn này. Rồi, mã này lên cho em mã số 10 đúng không? Lên luôn. Đúng không? Đúng em. Cái này cơ mà. Rồi, lên cho em mã này 09 này. Mã tiếp theo lên cho em 09 này. Lên cho em con này là 09 này. Size 15 cân đến 30 cân cho em không lựa màu, 65.000 luôn cho em con này 09 nhá, váy tơ ạ. Cái này lên cho em là 09 này. À 05 là rồi, đợi hết cái này em lên 05 cho. Mã này lên là 09 cho em váy tơ nhá mọi người nhá. Váy tơ chấm bài chia sẻ like đi để không bị ẩn comment nha các bác ơi. Bé trai nhà em không có thôi. Cái này lên là 09 này, 15 cân đến 30 cân 65.000 váy tơ cho em không lựa màu nha mọi người nhá. Tơ bèo cho em ạ. Tơ bèo rất là xinh luôn. Mã 09 cho em. 09 nha mọi người nha, không lượng màu đâu nha. 65.000 cho em 09 này. Không lượng màu, váy tơ cao cấp bên trong lót boy nhá. Ở sau kéo khóa. Bên trong có lót boy này. Lót boy rất là đẹp. Ở đây là 09 cho em, mọi người cứ lên đúng cú pháp này. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. Mình không nhớ mã số á. Không nhớ thì chịu rồi. Rồi ok nhá. Mai Tâm, Mai Trần. 09 nha. Lên con này cho em là 09 này. 15 cân đến 25 cân cho em 09 nhá. 15 đến 20 30 cân chứ. 15 đến 30 cân cho em này. Không lựa màu, 65.000 một cái thôi nhá. 09 cho em không lựa màu nhá. 09 65.000 không lựa màu cho em này. Có 65.000 một cái thôi. Đẹp lắm. Chất tơ cao cấp cho em 09 nhá mọi người nhá. Mã hàng cho em là 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. 65.000 một cái thôi nha. 65.000 cho em tơ cao cấp, nhớ là không lựa màu đâu nhá mọi người nhá. 15 đến 30 cân nhưng mà không lựa màu luôn nhá. 65.000 cho em nhá. 65.000 đồng luôn em. Dễ nhờ. 65.000 một cái. Tơ cao cấp 09 kèm cân nặng kèm số điện thoại. Linh Huynh có 07 váy sọc ok 16 cân 7 tuổi vừa này. Tơ Nhung Ngọc có 09 ok này. Rồi lên tiếp cho em này. À, lên váy đuôi cá nhá. Đây, cái này còn mấy cái xe luôn. Chị Hân Ngọc lên lại số điện thoại đi ạ. Hân Ngọc lên số điện thoại đi, chị Hân Ngọc lên số điện thoại nè. Tôi lên cho em một con đủ cho em cũng tặng luôn này. Cái này đâu luôn nè. Đây, cái này lên cho em size gì ạ? Cái này em cũng tặng luôn này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 21 này. Cứ comment đúng cú pháp cho em mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. Chị Hân Ngọc lên lại số điện thoại đi chị ơi. Hân Ngọc lên lại số đi, sai số điện thoại rồi. Yên tâm là có đơn, chia sẻ like đi là có đơn nhá mọi người. Chia sẻ like để không bị ẩn comment cho em. Mã tiếp theo lên cho em mã số 21 cho em váy cốt tông này. Váy cốt tông pha đuổi nha mọi người nhá. Co giãn 4 chiều cho em này, đẹp lắm. Có đuôi cá này, mã số 21 nha. 12 cân đến 18 cân cho em. 12 cân đến 18 cân, 2 đến 4 tuổi mặc vừa cho em 40.000. 40.000. À 09 13 cân không mặc được đâu, chị hơi rộng. Phải từ 15 cân 4 tuổi trở lên. Rồi cái này lên mã số 21 40.000 cho em nhá. Còn mới ít sale 40.000 luôn cho em này. Sale 40.000 luôn cho em này. Size là 12 13 cân cho đến 18 cân, từ 2 tuổi đến 4 tuổi là mặc vừa cho em 40.000 cho em, có màu hồng với màu trắng nhá, 40.000. Mã số 21 cho em nhá. Mã số 21 cho em đi, 21 nha. 21 cho em ạ. Đây cái này cho em là 21 40.000 cho em nhá. Co giãn 4 chiều chất là đẹp lắm. Cái này mặc rất là mát, mặc ở nhà thoải mái mát lắm. Đấy, rất là xinh và bên dưới còn đuôi cá cho em này. Cái này ở trong bộ phim cái phim gì nhỉ? Cái phim gì mà có con lệ ấy. Con của con lệ nó mặc ấy. Mà nó ra cái đồng ấy, nó mặc cái váy này này. Đấy, 21 cho em. Quên mất tên. Quên mất tên. Rồi 21 cho em nhá mọi người, 40.000 một cái. Trời ơi, nhớ đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên cho em nhá. Một cái thì em không gọi chốt đâu các chị yêu nha. Cố gắng đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên cho em với nha. Mã hàng 21, 12 đến 18 cân ạ, 4 tuổi quay lại. Nhớ là từ 2 đến 4 tuổi quay lại thôi nhá. Lớn hơn là không mặc được nha. 2 đến 4 tuổi mặc vừa cho em 40.000 một cái thôi ạ. Chất bao đẹp luôn nhá mọi người nhá. Chất bao mềm luôn cho em này. 40.000 một cái thôi nhá mọi người nhá. 40.000. Rồi mã tiếp theo lên cho em bộ này size gì? Lên cho em bộ Mickey này, bộ tôm mà lên bộ gì đây, tôm. Rồi mã tiếp theo lên bộ cho em này. Comment đúng mã số là 21 nha mọi người nhá. 21 cho em này, 2 đến 4 tuổi thôi đấy nhá. 2 đến 4 tuổi là mặc vừa cho em thôi đấy. 40.000 một váy, trời ơi em nhập còn chẳng được 40.000 chứ. Nhập còn không được 40.000 đấy. Rồi mã tiếp theo lên cho em bộ này, đủ size đúng không? Rồi lên bộ tôm và Renny cho em này. À không phải, cái này là cái gì nhỉ? Mèo tôm. Đúng là tôm.
và tôm vào đây đi. Rồi lên bộ tôm cho em này. Mã số là 22 ạ, size 15 cân đến 40 cân. Cái này có 40 cân thật ạ? Không, 15 cân. 15 cân đến 35 cân cho em bộ này, tặng luôn cho em 79.000 một bộ nhá. 79.000 cho em. Ừ, 15 cân đến 35 cân, mã này lên là 22 cho em đi, 22 79.000 một bộ cotton cho em nhá. 79.000 hàng cao cấp cho em này. Đây này, co giãn 4 chiều cho em hàng Quảng Châu nhá. Mã số lên là 22 đi. 22 nhá, bộ này 15 cân 3 tuổi trở lên đến 35 cân 8 9 tuổi quay lại cho em nhá. Chị Linh Huynh lúc nãy cho em xin lại cái số điện thoại đi ạ. Linh Huynh lên lại số điện thoại nào, Linh Huynh sai số điện thoại nhá. Đơn của chị chưa qua hai cái, hôm nay hai cái chốt gửi hàng cho chị nhé. Chị Phương Giang Dương có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi nha chị Phương Giang nhá. Phương Giang Hương nhá, nhà em không dồn đơn highlight đâu nhá. Rồi bộ này lên cho em này. Mã số là 22 đúng không? Có 20 cân mà chị. Từ 15 cân cho đến 35 cân cho em nhá. 15 đến 35 cân cho em nhá. Khoảng đó là vừa cho em bộ này có 79.000 một bộ thôi ạ. 79.000 cho em 100% cốt tông luôn cho em nhá mọi người nhá. 79.000. Mã số lên là 22 cho em bộ tôm nhá. Có 3 màu cho em này. Màu cam, màu hồng và màu vàng cho em nhá. Cam này, màu hồng này, màu vàng. 35 cân quay lại 79.000 một bộ nhá. Váy vàng ở giữa có size 14 cân không? Váy vàng ở giữa cái này hả? Cái này ít nhất là phải từ 15 cân 4 tuổi trở lên mới mặc được ấy. Rồi mã này lên là 10 cái 22 ạ, 22 nhá mọi người nhá. 22 nhá mọi người nhá. Này lên là mã số 22 cho em. 79.000 một bộ nha. 79.000. 15 cân đến 35 cân cho em nhá. Xem lại cái váy ba lỗ trắng vàng nãy. Trắng vàng là váy nào đấy? Váy chữ là trắng hồng mà. Trắng hồng chứ không vàng đâu. Ok, chắc này là thun cái này là thun lạnh thì mà dài tay không có đâu. Cái này là chất cotton non cho em nhá mọi người nhá. Cotton cho em, thun cotton rất là mềm. Mã số 22 đi. 22 có 79.000 một bộ thôi ạ. Hiếu nào có rồi, ok, thư kim có này, khi sáng có nhân viên bên em điện báo có, ô có nói ok rồi nhé. Đơn hôm qua chị chưa đi vì mẫu chị chọn hết màu đổi sang màu khác, em kiểm tra lại nhé. Nếu như mà báo với nhân viên là giữ đơn lại thì là mới có đơn nhá chị Phương Giang Dương nhá. Nếu như báo với nhân viên là giữ đơn rồi thì là mới có đấy, chứ bình thường mà chốt xong rồi là đi đơn rồi ấy. Rồi 22 nhá, vàng bi à, ok lên vàng bi. Rồi 22 cho em nhá, mã số 22 cho em với giá là 79.000 nhá. 79.000 size đến 35 cân, 15 cân đến 35 cân cho em đẹp lắm. 79.000 cho em nhé, mặc ở nhà thoải mái, xén thoải mái luôn cho em nhé. Xén vô cùng thoải mái. Đây, bộ này là 05 đây này. Đây, bộ này lên cho em là 05 này. Shop ở Thanh Hóa nha chị ơi. Triệu Sơn Thanh Hóa. Rồi cái này lên là 05 cho em bộ cotton tiếp này. Hàng Quảng Châu này, cái này size to hơn này, nó đắt hơn 5.000. 80.000 bộ này cho em là 05 nhá. Cái này lên 05 cho em size 15 cân đến 40 cân cho em 05 đây ạ. Màu be với 05 màu trắng này, phối màu rất là đẹp luôn. 0585.000 đúng không? 0585.000 cho em nhé. Rồi ok, các chị cứ comment. 10 Trần lên lại số điện thoại này size này. 10 Trần lên lại số điện thoại size, số điện thoại 10 Trần lên lại số đi kìa. Các chị lên số điện thoại nhìn cho đúng số nhá. Nhìn đúng số đi, không có sai số đấy mọi người ơi. Nhìn đúng số cho em với. 10 Trần lên lại số đi chị. Cái này lên là 05 cho em, 85.000 cho em nhá. Cũng là cotton non cho em, size 15 cân đến 40 cân cho em, 05. Mã hàng 05 cho em này. 85.000 một bộ nhá. Chấm đen nền vàng, ok lên chấm đen nền vàng này. 05 nhá, sơ mi nhà em hôm nay không có ạ. 05 nhá, 85.000 cho em, 15 cân đến 40 cân cho em, mã hàng là 05 bộ cho em nhá. Bộ tim. Cái này là bộ tim cho em 05 nhá. Rồi lên váy vàng cho em này. Ôi trời, em muốn ngụm nước này nha mọi người nhá. Rồi lên váy vàng nhá. Tiếc nỗi cái là không có hàng để bán chứ. Buồn thật ạ. Rồi váy vàng cho em là 06 này. 06 không? Váy vàng lên cho em là 06 nhá. Cổ nơ cho em này 06 này. Con này 06 cho em size là từ 17 cân à, đến 40 cân cho em. Mã hàng cho em là 06, 125.000 đồng cho em váy cao cấp nha. 125.000 cho em. Các chị nhớ lên số điện thoại cho đúng nha. Sai số điện thoại là không gọi được đâu, là xóa đơn đấy. Bắt công xem like là phải xóa đơn đấy. Nhớ là lên đúng số mã hàng và số điện thoại cho em và cân nặng cho em nhá. Ba cái thông điệp quan trọng. Nên là cứ comment từ từ thôi ạ. Chị Phạm Mai lên số điện thoại đi chị ơi. Phạm Mai lên số điện thoại nào. Phạm Mai lên số điện thoại. Rồi cái này lên cho em là 06 này. 06 hồng và 06 cho em màu vàng.